Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 177. Đối ngưng tụ nhục thân vật hữu dụng, tuy ông nhìn qua không có quá nhiều hứng thú, nhưng Tiêu Phàm lại là vẻ mặt nghiêm túc, hắn sở dĩ tiến vào Cửu U Ma Cốc, không phải là vì trợ giúp tuy ông ngưng tụ nhục thân sao. Hiện tại rốt cục tiến vào, hơn nữa tìm được hy vọng, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Lúc này, Tiêu Phàm mấy người liền tìm được mấy khối cực phẩm nguyên tinh. Mặc dù nói đúng cực phẩm nguyên tinh, có thể lên bên cạnh lại hội tụ thành không ít thần văn. Tiêu Phàm đem tất cả là nguyên tinh dựa theo thần văn đặc thù trình tự bày ở một chỗ, lúc này mới lờ mờ có thể nhìn thấy những cái này thần văn là cái gì. Đây không phải là thông thường thần văn, mà là hợp thành một bộ đặc biệt địa đồ, tựa như chỉ dẫn Tiêu Phàm bọn họ thông hướng một chỗ nào đó. Chỉ là địa đồ còn 10 điểm không trọn vẹn. Bằng vào bên trên tin tức vẫn như cũ xác định không được điểm cuối cùng ở nơi nào. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tới Cửu U Ma Cốc, đối địa hình nơi này có thể nói là lạ lẫm đến cực điểm. Nhưng khi bọn hắn dựa theo phía trên địa đồ chỉ dẫn tìm mấy chỗ địa phương hơi so sánh một lần, lại là phát hiện, trên bản đồ một chút địa hình cùng Cửu U Ma Cốc cơ hồ giống như đúc. Ngay sau đó một đoạn thời gian, Tiêu Phàm một chuyến lại bắt đầu điên cuồng mà tìm kiếm cực phẩm nguyên tinh. Qua nửa tháng cố gắng, Tiêu Phàm bọn họ rốt cục bù đắp bản đồ 1/6, đám người trong lòng cũng đại khái có suy đoán, bọn họ trước đó thấy từng đạo quang trụ, cũng đều là một khối cực phẩm nguyên tinh tạo ra dị tượng. Muốn đem khối địa đồ này bổ đủ, nhất định phải thu thập tất cả cực phẩm nguyên tinh mới được. Nhưng khu vực này nguyên tinh đã cơ hồ bị bọn họ thu đủ, muốn có được mặt khác nguyên tinh, chỉ có đi khu vực khác lục soát. Nếu như có thể tìm thấy được, Tiêu Phàm bọn họ cũng sẽ không do dự, có thể mấu chốt là, tiến vào Cửu U Ma Cốc có thể không chỉ đám bọn hắn một chuyến, còn có mặt khác 4 đại thế lực chi chủ. Thậm chí, một chút ẩn giấu thánh tôn cảnh, cũng tiến nhập nơi này, bọn họ coi như không có phát hiện nguyên tinh bên trên bí mật, cũng nhất định sẽ trong lúc vô tình lấy đi một chút. Muốn bổ đủ bộ này địa đồ, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, tận lực thu thập nhiều cái này nguyên tinh. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm đặt xuống quyết tâm, khi hắn nhìn về phía Túy Ông thời khắc, lại là phát hiện Túy Ông thỉnh thoảng nhìn về phía tứ phương, tựa như ở phòng bị cái gì. Thở sâu, Tiêu Phàm đi tới, nói, lão sư, ta xem ngươi đoạn đường này đều không tính, là đang lo lắng cái gì sao? Không có gì, Túy Ông lắc đầu, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói sang chuyện khác, Phàm Nhi, bản đồ kia thu thập như thế nào? Túy Ông một mực không quan tâm. Thu thập nguyên tinh nhiệm vụ một mực rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong lòng có chút kỳ quái, Túy Ông có thể một mực đối nguyên tinh cùng địa đồ không có hứng thú a, làm sao hôm nay đột nhiên hỏi. Cũng liền góp nhặt 1/6, không biết thứ này đến cùng có tác dụng gì. Tiêu Phàm thành thật trả lời. Nếu là tìm không thấy cũng không cần tìm, Túy Ông lơ đến khoát khoát tay, nói có lẽ vật kia căn bản không có ích lợi gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng lại là cảm thấy có chút quái dị, hôm nay Túy Ông, làm sao cho hắn một loại cảm giác không giống nhau đây. Túy Ông nội tâm là chỗ sâu tựa như đang lo lắng cái gì, nhưng lại không dám cùng Tiêu Phàm nói. Gia Cát Thanh Huyền, người ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, cái kia cửu u sinh linh thạch xác thực đối với ngươi vô dụng. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, một cỗ khí tức mạnh mẽ mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy mười mấy bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, Tiêu Phàm càng là liếc mắt một cái liền nhận ra người cầm đầu. Thiên Uyên quỷ chủ, Hắc Hổ quỷ vương lên tiếng kinh hô, hai chân đều có chút đứng không vững. Hắn đã từng thân làm quỷ khốc uyên 10 đại quỷ vương một trong, tự nhiên rất rõ ràng sở Thiên Uyên quỷ chủ cường đại, thập hung quỷ sát thiếu chút nữa muốn mạng của bọn hắn. Bây giờ Thiên Uyên quỷ chủ đích thân tới. Nhưng hắn rất cảm thấy áp lực, liền hô hấp đều trở nên ngạt thở lên. Túy Ông lông mày hơi nhíu, một bước tiến lên, ngăn tại Tiêu Phàm trước người bọn họ, Thiên Uyên quỷ chủ khí thế trong nháy mắt tan thành mây khói. Thiên Uyên, người tới nơi này làm gì? Túy Ông nhàn nhạt mở miệng, thần sắc có chút lạnh lùng. Bây giờ đột phá thánh tôn cảnh, hơn nữa đã biết càng nhiều bí mật, hắn đã không có lúc trước như vậy kiêng kỵ Thiên Uyên quỷ chủ. Thậm chí lúc trước bị thập hung quỷ sát truy sát, cũng có khả năng chỉ là giả vờ mà thôi. Làm cái gì, ngươi hẳn phải biết, ngươi không chết,
lòng ta khó yên. Thiên Uyên quỷ chủ không chút kiêng kỵ cười lớn, hắn toàn thân bao phủ hắc ma khí, thấy không rõ chân dung, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đôi đỏ thắm con ngươi. Ngữ khí của hắn rất bá đạo, cuồn cuộn sát khí nở rộ mà ra, tựa như thật là vì giết Túy Ông mà đến. Bằng ngươi một người sao? Túy Ông không sợ hãi, hai tay vác sau lưng, cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, giờ phút này lại là hùng vĩ đến cực điểm. Trong mắt của hắn lạnh lùng hướng về Thiên Uyên quỷ chủ, về phần Thiên Uyên quỷ chủ bên người những người kia, Tiêu Phàm trực tiếp không đáng kể. Mấy cái bán bộ thánh tôn cảnh mà thôi, tại chính thức thánh tôn cảnh trước mặt, giống như run rế. Gia Cát Thanh Huyền, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chạm đến thiên số, liền có thể thế nhưng bản tôn sao? Thiên Uyên quỷ chủ sát khí nặng nề tiến lên, quanh thân ma khí càng ngày càng kinh khủng. Túy Ông chạm đến thiên số, chính là quỷ khốc uyên biến số, có thể nói là Thiên Uyên quỷ chủ mệnh kiếp một dạng tồn tại, hai người căn bản chính là không chết không thôi. Túy Ông bất tử, hắn một ngày đều không an lòng, đoạn thời gian trước gặp gỡ, nếu như không phải Vân Linh lão nhân, hắn đã sớm động thủ. Chết đi, Thiên Uyên quỷ chủ lười nhác cùng Túy Ông nói nhảm, lạnh rên một tiếng, liền biến thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Túy Ông, Vân Linh lão nhân đã chết, hắn lại cũng không cố kỵ chút nào. Phàm Nhi, các ngươi cẩn thận. Túy Ông một bước tiến lên, một trường vỗ ở Thiên Uyên quỷ chủ trên người, một cỗ đại lực mang theo Thiên Uyên quỷ chủ hướng về Cửu Tiêu phía trên lao đi. Gia Cát Thanh Huyền, ngươi cho rằng dạng này bọn họ liền không cần chết sao? Không trung truyền đến Thiên Uyên quỷ chủ càn rỡ cười to thanh âm, giết bọn hắn. Theo câu nói này rơi xuống, Thiên Uyên quỷ chủ 10 cái thuộc hạ không chút do dự xuất thủ, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn họ vây ở trung ương. Sau đó giống như bắt rùa trong hũ một dạng nhào tới. Có thể được Thiên Uyên quỷ chủ mang vào Cửu U Ma Cốc, chí ít cũng là bán bộ thánh tôn cảnh, mà Túy Ông sáng tạo Thanh Huyền Tử Lâu nội tình không đủ, đều chỉ có thánh đế cảnh đỉnh phong mà thôi, ở đâu là những người này đối thủ. Ngược lại là Tiêu Phàm mấy người bọn hắn, tất cả đều là bán bộ thánh tôn cảnh, trong thời gian ngắn không cần sợ hãi đối diện những người này. Băng Thiền Cung chủ, làm phiền ngươi bảo hộ Như Hy. Đầu trâu mặt ngựa, hắc hổ, các ngươi cùng ta cùng một chỗ giết bọn hắn. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, xòe bàn tay ra, Kim Cốt Đế biến thành vô tận chi nhận lập tức xuất hiện ở trong tay. Kim Cốt Đế đã từng thôn phệ hỗn độn nguyên kim, trước đó lại luyện hóa thái cổ hỗn độn thạch, phía trên lượn lờ một cỗ cực kỳ hùng hậu sương mù, lộ ra một cỗ khó có thể nói nên lời khí thế hung ác. Đây cũng là Tiêu Phàm hàng phục Kim Cốt Đế thời gian dài như vậy đến nay. Lần thứ nhất để nó xuất chiến. Giết, mắt thấy 7-8 đạo bóng đen hướng về hắn vị trí đánh giết mà tới, Tiêu Phàm con ngươi bên trong tách ra một đạo lạnh như băng sát mang, dày đặc khí lạnh phun ra một chữ. 7-8 cái bán bộ thánh tôn cảnh, nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ chỉ có thể lui tránh, nhưng là bây giờ, hắn căn bản không để ở trong mắt. Cho dù là phía trước thập hung quỷ sát, Tiêu Phàm cũng giết không tha. Có Băng Thiền Cung chủ bảo hộ Như Hy, Tiêu Phàm hoàn toàn cũng không cố kỵ gì. Phốc phốc, Tiêu Phàm trong tay vô tận chi nhận nổi giận chém mà ra, chân hắn giẫm nghịch long đăng thiên bộ, trực tiếp từ một người tu sĩ thể nội xuyên qua, tu sĩ kia bỗng nhiên nổ tung, linh hồn chi lực mãnh liệt tứ phương. Cái thứ nhất bán bộ thánh tôn cảnh, miểu sát, tê một màn này, hù dọa quỷ khốc uyên mặt khác bán bộ thánh tôn cảnh cường giả. Đây chính là bán bộ thánh tôn cảnh A. Thực lực cùng bọn hắn không kém nhiều, hơn nữa, bọn họ đều là bán bộ thánh tôn cảnh bên trong cường giả, dù là có càng mạnh, có thể cùng bọn họ so sánh, cũng mạnh có hạn. Nhưng mà, tình cảnh vừa nãy lại nói cho bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo bán bộ thánh tôn cảnh, ở trước mặt Tiêu Phàm, giống như cỏ rác. Đầu trâu mặt ngựa cùng hắc hổ ba người cũng bị Tiêu Phàm bá đạo cùng cường thế làm cho sợ hết hồn. Cho dù là bọn họ trước đó được chứng kiến Tiêu Phàm miểu sát bán bộ thánh tôn cảnh thực lực, nhưng bây giờ nhìn thấy, vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Đều thất thần làm cái gì, làm thịt bọn họ. Tiêu Phàm nhìn thấy ba người thất thần, không khỏi quát lạnh nói. Đối diện bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ nghe vậy, không khỏi dùng mình một cái. Ta tới ứng phó hắn, các ngươi trước hết giết những người khác. Cũng đúng lúc này, trong đó một cái hắc bào nhân tiến lên. Sát khí lạnh lẽo tập trung vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hướng về trước mắt hắc bào nhân, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức.
Hồng hộc, không đợi Tiêu Phàm hồi tưởng lại, hắc bào nhân kia liền dẫn đầu giết tới đây, hắn tay cầm lấy một thanh trường kiếm, thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm. Tiêu Phàm không tránh không lùi, cầm trong tay vô tận chi nhận nghênh đón. Vô tận chi nhận nhất đao chảm giết bán bộ thánh tôn cảnh nhục thân không tính là gì, hắn nghĩ thử xem, là không có thể một đao chảm đứt thánh giai pháp bảo. Mắt thấy vô tận chi nhận cùng trong tay đối phương kiếm sắp tới gần, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Phốc phốc, trong tưởng tượng kim thạch va chạm thanh âm chưa từng xuất hiện, đối diện hắc bào nhân trường kiếm trong tay bị hắn nhất đao chảm thành hai đoạn, đao thế càng là không giảm mảy may, bay thẳng hắc bào nhân thân thể đi. Hắc bào nhân bị Tiêu Phàm trong tay sắc bén vô tận chi nhận dọa cho phát sợ, thân thể hướng một bên tránh đi, cái kia đao cương hiểm mà hiểm trà phá đầu của hắn, vén lên hắn vành nón. Nhìn thấy dưới hắc bào phương gương mặt kia, Tiêu Phàm đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên, nói ta tưởng là ai, nguyên lai là Hoang Kiếm. Đọc truyện với đối diện hắc bào nhân nghe vậy, thân thể rõ ràng sững sờ, trên mặt càng là mang theo vẻ kinh ngạc, ngay sau đó bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói, ngươi là Tiêu Phàm. Có chấn kinh, có nghi hoặc, còn có không thể tưởng tượng nổi. Hoang Kiếm không phải người khác, chính là man hoang cổ cương hoang gia man hoang thần vệ thống lĩnh, lúc trước cùng Hoang Nguyên Cực, Cơ Tuần Thiên liên thủ ứng phó Tiêu Phàm, về sau bị Tiêu Phàm kéo vào cửu u địa ngục. Hắn nhớ kỹ, Tiêu Phàm lúc trước vừa mới độ thánh đế kiếp A, nói cách khác, lần trước cùng Tiêu Phàm va chạm, cũng mới thánh đế kiếp tiền kỳ mà thôi. Nhưng lúc này mới bao lâu, có vẻ như cũng liền một thời gian 2 năm A, có thể Tiêu Phàm đã đột phá đến bán bộ thánh tôn cảnh, cùng hắn không phân cao thấp, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Cũng khó trách Hoang Kiếm khiếp sợ như vậy, hắn của ban đầu là thánh đế cảnh đỉnh phong, ngắn ngủi một thời gian 2 năm, hắn đột phá đến đỉnh cấp bán bộ thánh tôn cảnh, cái này khiến hắn kiêu ngạo hồi lâu. Thậm chí Hoang Kiếm cảm thấy, bản thân trước kia chuyên chú vào thể tu, lãng phí chính mình cái này thần tu thiên tài. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tu luyện, ở trước mặt Tiêu Phàm, chẳng phải là cái gì. Người đây cũng nhận được ta, Tiêu Phàm vặn vẹo cái đầu, bỗng nhiên biến thành lúc đầu hình dạng, bất quá trên người sát ý lại là càng hơn. Hắn giơ lên trong tay vô tận chi nhận, chỉ Hoang Kiếm nói, xem ra ta cùng với Hoang gia nhất định chính là địch nhân, vô luận đến đâu, chúng ta đều đi tới thù địch mặt. Một bên nói, biến đổi hướng đi Hoang Kiếm. Hoang Kiếm có chút hoảng hồn, Tiêu Phàm vừa rồi một kiếm kia, thiếu chút nữa thì chém giết hắn, hắn không biết Tiêu Phàm vì sao tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng thực lực chênh lệch bày ở đây, hắn nơi nào còn có nửa điểm tự tin ứng phó Tiêu Phàm. Hô, Hoang Kiếm xoay người chạy, nếu như tiếp tục lưu lại, hắn tuyệt đối sẽ chết ở trong tay Tiêu Phàm. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ qua hắn đây? Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Hoang Kiếm trước người. Hoang Kiếm ngừng thân hình, trên mặt lộ ra hết sức vẻ sợ hãi. Hoang Nguyên Cực chết rồi, hiện tại đến ngươi, chờ ta rời đi, liền đến phiên Hoang gia. Tiêu Phàm đưa lưng về phía Hoang Kiếm, từng bước một hướng về mấy cái khác bán bộ thánh tôn cảnh cường giả đi đến. Hoang Kiếm nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trong mắt ra sức run rẩy. Sau đó mi tâm đã nứt ra một cái khe, hắn kiệt lực ổn định, sao có thể cũng không vững vàng. Phốc phốc, vô cùng vô tận kiếm khí từ Hoang Kiếm thể nội bắn ra, Hoang Kiếm linh hồn chi thể tính cả chân linh ở bên trong, toàn bộ bị kiếm khí rảo sát, liền kêu thảm cũng không kịp giao ra. Trước khi chết, Hoang Kiếm nội tâm càng là sợ hãi đến cực điểm. Hoang Nguyên Cực chết rồi, hiện tại đến phiên hắn, nếu như Tiêu Phàm rời đi cửu u địa ngục, Hoang gia lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ? Nếu như khả năng, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực còn sống rời đi nơi đây, cáo chi Hoang gia. Đáng tiếc, hắn là không thể nào làm được. Tiêu Phàm giết chết Hoang Kiếm, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, tựa như chạm một cọng cỏ rác một dạng. Đi theo hắn tiến vào ba cái địch nhân, Hoang Nguyên Cực cùng Hoang Kiếm chết rồi, bây giờ chỉ còn lại có Cơ Tuần Thiên. Lần trước ở Thiên Kỳ các Tiêu Phàm không thể động thủ, nếu như lần sau gặp gỡ, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, mấy cái khác bán bộ thánh tôn cảnh cường giả toàn thân run rẩy,
nếu như không phải bọn họ không dám nghịch lại Thiên Uyên quỷ chủ mệnh lệnh, đoán chừng đã sớm chạy trối chết. Cùng tiến lên, một người trong đó hét lớn một tiếng, còn dư lại 6 người đồng thời thẳng hướng Tiêu Phàm. Thậm chí, nơi xa vây công Thanh Huyền Tử Lâu tu sĩ mấy cái bán bộ thánh tôn cảnh cường giả cũng rãnh tay đến trọng điểm ứng phó Tiêu Phàm bọn họ, cái này khiến Vệ Lân đám người thở dài một hơi. Nhưng mà, cho dù là nhiều bán bộ thánh tôn cảnh thì có ích lợi gì? Tiêu Phàm tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận biết, dù cho chân chính thánh tôn cảnh cũng chỉ đến như thế. Trong tay hắn cầm vô tận chi nhận, những nơi đi qua, tất có người bị chết ở dưới đao của hắn. Chỉ một lát sau, Thiên Uyên quỷ chủ mang tới 10 cái bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, tất cả đều bị Tiêu Phàm chảm diệt. Mà Tiêu Phàm lại là liền đại khí đều không thở một ngụm. Cái này khiến Hắc Hổ Quỷ Vương đám người tất cả đều một trận tim đập nhanh. Mạnh, đây là đám người đối Tiêu Phàm đánh giá, bọn họ đã nghĩ không ra cái gì khác từ ngữ để hình dung Tiêu Phàm cường đại. Thế này sao lại là chém giết, căn bản chính là tàn sát a. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì lực phản kháng tàn sát. Tiêu Phàm làm xong tất cả những thứ này, đứng ở hư không, ở hắn quanh thân hiện lên một đạo ma ảnh mở ra miệng to như chậu máu. Đem 10 mấy cái bán bộ thánh tôn cảnh hồn lực tất cả đều nuốt vào trong bụng. Những cái này linh hồn chi lực lãng phí liền có thể tiếc. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên, nói cũng nên vì đột phá thánh tôn cảnh làm chuẩn bị. Nấc, Tiêu Phàm nuốt vào 10 cái bán bộ thánh tôn cảnh linh hồn chi lực, vẻn vẹn đánh cái một cái ợ một cái, liền khôi phục bình tĩnh. Nếu như không phải Thanh Huyền Tử Lâu chết đi mấy người, đám người đoán chừng còn tưởng rằng vừa mới chỉ là mộng ảo một trận, sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Hắc Hổ Quỷ Vương cùng đầu trâu mặt ngựa rầm rầm nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa mới cái kia lực lượng linh hồn, bọn họ cũng muốn thôn phệ, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, bán bộ thánh tôn cảnh lực lượng linh hồn thế nhưng là vật đại bổ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm một ngụm liền toàn bộ nuốt sống. Ngay cả nước đều không cho bọn hắn lưu một ngụm. Tiêu Phàm không để ý đến đám người, nuốt vào những linh hồn này lực lượng, hắn linh hồn lực lượng lần nữa tăng vọt một mảng lớn, bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác, khoảng cách thánh tôn cảnh còn có một đoạn xa khoảng cách. 10 cái bán bộ thánh tôn cảnh lực lượng linh hồn mà thôi, đối với hắn linh hồn cường độ mà nói, quá ít. Hơn nữa, hắn cũng biết, muốn đột phá thánh tôn cảnh, tuyệt đối không chỉ linh hồn năng lượng đạt tiêu chuẩn là được rồi. Còn cần mặt khác lĩnh ngộ, về phần là cái gì, Tiêu Phàm tạm thời không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm tập trung ý chí nhìn về phía không trung, lại là hai đạo bóng người vẫn như cũ còn đang không đoạn giao phong, hơn nữa càng đánh càng ác liệt, không ai nhường ai. Thiên Uyên quỷ chủ khí tức rõ ràng so lão sư hiếu thắng, vì sao không phải lão sư đối thủ đây? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi. Đạt tới cái này đồng dạng cấp độ. Hơn nữa còn là linh hồn chi thể, muốn vọt giai chiến đấu, đây chính là 10 điểm chật vật sự tình. Hắn Tiêu Phàm cũng chỉ có thể ở bán bộ thánh tôn cảnh bên trong hiện lên uy phong, nếu là đối đầu chân chính thánh tôn cảnh, vậy liền chưa chắc là đối thủ. Nhưng túy ông rõ ràng chỉ là hạ phẩm thánh tôn, mà Thiên Uyên quỷ chủ lại là có uy tín trung phẩm thánh tôn, nhưng mà hắn lại không làm gì được túy ông, thậm chí túy ông còn mơ hồ chiếm cứ lấy thượng phong. Cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Bất quá sau một lúc, Tiêu Phàm liền bình thường trở lại. Tuy ông thế nhưng là tự mình tu luyện đến dạng này cảnh giới, mà trước mắt Thiên Uyên quỷ chủ lại không phải chân chính Thiên Uyên quỷ chủ, mặc dù quá khứ hơn ngàn năm, hắn cũng chưa chắc quen thuộc Thiên Uyên quỷ chủ lực lượng linh hồn. Kể từ đó, Thiên Uyên quỷ chủ bị Tuy ông áp chế, cũng là hợp tình hợp lý. Gia Cát Thanh Huyền, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Không trung truyền đến Thiên Uyên quỷ chủ tức giận thanh âm. Hắn dốc hết toàn lực, lại đánh lâu không xong, trái lại túy ông, càng chiến càng hăng, càng đánh càng nhẹ tùng, cái này khiến hắn trong lòng càng lo lắng. Không phải ta mạnh, là ngươi quá yếu. Túy ông nhàn nhạt đáp lại, xuất thủ lại không người có người lưu tình, một kiếm bổ ra Thiên Uyên quỷ chủ thân thể. Thiên Uyên quỷ chủ phát ra một tiếng kêu to, hắn thân thể lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là khí thế lại yếu rất nhiều. Liền thực lực như vậy, còn muốn giết lão sư. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Thiên Uyên quỷ chủ cường hãn cỡ nào,
có thể hiện tại xem ra, quá làm cho hắn thất vọng rồi. Yếu, bản tôn chỉ là trạng thái không tốt mà thôi, tạm thời nhường ngươi được tiện nghi, bản tôn giết không chết ngươi, nhưng ngươi người, toàn bộ đều phải chết. Thiên Uyên quỷ chủ càn rỡ cười to. Hắn một kích đánh bay Túy Ông, quanh thân ma khí đánh tan mà ra, một đôi đỏ thắm con ngươi cùng một tấm trắng bệch khuôn mặt hiển lộ ra. Ngay sau đó, hắn dư quang hướng về phía dưới nhìn tới. Sau một khắc, Thiên Uyên quỷ chủ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, đỏ thắm con ngươi ở phía dưới tìm kiếm lấy cái gì. Người đâu? Thiên Uyên quỷ chủ lạnh như băng phun ra một câu, hắn tìm nửa ngày tìm kiếm thuộc hạ của hắn, có thể một người cũng không thấy. Ngược lại là Tiêu Phàm bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ chiến đấu. Hỗn trướng, các ngươi dám không đánh mà chạy, đáng chết. Thiên Uyên quỷ chủ giận tím mặt. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, tự thân hắn ta cuốn lấy Túy Ông, để bọn hắn 10 cái bán bộ thánh tôn cảnh đến ngược sát Tiêu Phàm bọn họ, dùng cái này kéo theo Túy Ông tâm thần. Một khi Túy Ông thất thần, hắn xuất thủ chém giết Túy Ông cơ hội liền lớn rất nhiều. Nhưng hiện tại, hắn mười mấy cái thuộc hạ, vậy mà toàn bộ đều không thấy, cái này khiến hắn làm sao không giận. Thiên Uyên quỷ chủ làm sao biết, hắn đám kia thuộc hạ cũng không phải là trốn, mà là bị Tiêu Phàm giết đi, sau đó ăn. Phía dưới đám người nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ rất muốn nói cho Thiên Uyên quỷ chủ, có thể cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, bọn họ thực sự không nghĩ chọc giận Thiên Uyên quỷ chủ. Chỉ là, Thiên Uyên quỷ chủ ánh mắt từ Tiêu Phàm trên người đảo qua thời khắc, cái kia đỏ thắm con người bỗng co rụt lại, trên mặt lộ ra hết sức kinh ngạc. Tiêu Phàm, Thiên Uyên quỷ chủ kinh hãi lên tiếng, đỏ thắm con người đều kịch liệt teo lại đến, ngay sau đó cả người lộ ra một loại không cách nào hình dung điên cuồng. Hô, Thiên Uyên quỷ chủ từ bỏ đánh giết Túy Ông, quay người hướng về phía dưới Tiêu Phàm vị trí lao xuống đi. Cuồn cuộn sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, toàn bộ thương khung đều run rẩy kịch liệt lên. Dừng tay, Túy Ông sắc mặt biến hóa, Thiên Uyên quỷ chủ thế nhưng là thánh tôn cảnh a, hắn một cái thánh tôn cảnh, muốn giết chết Tiêu Phàm, quá đơn giản, chí ít Túy Ông là cho là như vậy. Cho nên bất kể như thế nào, Túy Ông đều khó có khả năng để Thiên Uyên quỷ chủ tới gần Tiêu Phàm bọn họ. Cút ngay, nhưng thời khắc này Thiên Uyên quỷ chủ lại là hết sức điên cuồng, một kích đánh bay Túy Ông, so với vừa rồi, khí thế của hắn vậy mà tăng vọt không chỉ một lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phàm Nhi cẩn thận, Túy Ông lần nữa đáp xuống, đồng thời nhắc nhở lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm hết sức, trong lòng còn mang theo vẻ nghi hoặc. Thiên Uyên quỷ chủ lại có thể gọi ra bản thân tên thật, hắn nhận biết mình. Tiêu Phàm trong đầu hiện lên từng trương khuôn mặt, hắn có thể đủ xác định, bản thân cùng trước mắt Thiên Uyên quỷ chủ hoàn toàn chưa quen thuộc, lại càng không cần phải nói quen biết. Đúng rồi, hắn không phải Thiên Uyên quỷ chủ. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn nhớ kỹ, Thiên Uyên quỷ chủ linh hồn thân thể, bởi vì tình huống đặc biệt, bị một người khác chiếm lấy rồi. Trước mắt nhận ra mình, hiển nhiên là một cái khác linh hồn. Lui ra phía sau, nhìn thấy Thiên Uyên quỷ chủ đánh tới, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, thân thể đồng thời hướng về một phương hướng khác bắn đi. Cùng thánh tôn cảnh giao thủ, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thử qua, nhưng hắn biết rõ thánh tôn cảnh cường giả dự uy khủng bố, không nghĩ lan đến gần như hy bọn họ. Ha ha, thiên không phụ ta, Thiên Uyên quỷ chủ lần nữa nở nụ cười, dĩ nhiên để hắn một loại thuộc hạ chạy trốn sự tình. Cười to nói, ta còn nghĩ rời đi nơi đây tìm ngươi báo thù đây, không nghĩ tới lão thiên đem ngươi đưa tới nơi này. Tiêu Phàm cau mày, Thiên Uyên quỷ chủ thể nội một cái khác linh hồn cùng mình có cửu hận bất cộng đái thiên. Ngươi là ai? Mắt thấy Thiên Uyên quỷ chủ càng ngày càng gần, Tiêu Phàm dứt khoát không chạy, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức hiện lên một tôn cỡ nhỏ thần điêu. Thần điêu chính là phân thân thái cổ, đây là đòn sát thủ của hắn. Đối mặt thánh tôn cảnh Thiên Uyên quỷ chủ, Tiêu Phàm không thể không toàn lực ứng phó. Ta là ai? Thiên Uyên quỷ chủ gần như điên cuồng, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt, che khuất toàn bộ thương khung, giống như thiên địa chấn đè ép xuống. Thiên Uyên quỷ chủ xòe bàn tay ra, một trường hung hăng đánh rơi mà xuống, lạnh giọng nói, năm đó sở ra mối thù, ngươi liền nhanh như vậy quên rồi sao? Sở ra mối thù, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Bản năng phun ra một câu, ngươi là Sở Lăng Tiêu.
ngươi là Sở Lăng Tiêu. Sở ra mối thù, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ được cái danh tự này, bởi vì hắn họ Sở cửu nhân chỉ có hai cái, một cái là Sở Vân Phi, một cái thì là Sở Lăng Tiêu. Sở Vân Phi bị Tiêu Phàm phế bỏ tu vi, giao cho Sở Vân Bắc, là không thể nào xuất hiện ở nơi này, kể từ đó, cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu. Lúc trước vì cứu hắn phụ thân Tiêu Trường Phong, Tiêu Phàm kiệt lực giết chết Sở Lăng Tiêu, hơn nữa Tiêu Phàm còn cần vô tận chi hỏa nung khô qua thi thể của hắn. Nguyên bản Tiêu Phàm đã Sở Lăng Tiêu cũng đã thần hồn câu diệt, không nghĩ tới hắn lại còn sống sót. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem đối diện Thiên Uyên quỷ chủ, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hắn biết rõ trước mắt Thiên Uyên quỷ chủ đã đổi một cái chân linh, nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, đoạt xá Thiên Uyên quỷ chủ chân linh người là Sở Lăng Tiêu. Ngươi còn nhớ rõ ta? Thiên Uyên quỷ chủ nhe răng cười một tiếng, lấy tay một bàn tay quất hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù vẫn như cũ cơ bản xác định, có Thiên Uyên quỷ chủ khẳng định, trong lòng vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Bất quá dưới mắt không phải khiếp sợ thời điểm, Sở Lăng Tiêu cùng hắn thù, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hóa giải. Nếu như Sở Lăng Tiêu chỉ là phổ thông linh hồn, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ không đem hắn để ở trong mắt, nhưng mà, hắn lại đoạt xá Thiên Uyên quỷ chủ linh hồn chi thể, hắn Tiêu Phàm không thể không nghiêm túc đối phó. Hồng hộc, Tiêu Phàm một kiếm nổi giận chém mà ra, kiếm khí bén nhọn tại hư không nở rộ, vạch tìm tòi Thiên Uyên quỷ chủ, không, chuẩn xác mà nói hẳn là Sở Lăng Tiêu trưởng cương. Nhưng mà, cái kia trưởng cương cũng không có tiêu tán, rất nhanh lại ngưng tụ ở cùng một chỗ, uy thế không giảm mảy may. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Đây chính là thánh tôn cảnh lực lượng sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hắn mặc dù có thể nói là thánh tôn cảnh phía dưới vô địch, có thể cùng chân chính thánh tôn cảnh so sánh, vẫn là kém xa tít tắp. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Túy Ông xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, chặn lại Sở Lăng Tiêu trưởng cương, thừa cơ mang theo Tiêu Phàm thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Sở Lăng Tiêu, ngươi còn muốn đối địch với ta? Tiêu Phàm ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn xem đối diện Sở Lăng Tiêu nói. Vừa rồi nếu như không phải Túy Ông xuất hiện kịp thời, hắn chỉ thiếu chút nữa chuẩn bị sử dụng phân thân thái cổ. Đối địch với ngươi, ngươi giết con ta, diệt ta Sở gia, ngươi cho ta một cái lý do không giết ngươi. Sở Lăng Tiêu quanh thân ma khí quay cuồng, ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Túy Ông nghe đến lời này, không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm cùng Thiên Uyên quỷ chủ vậy mà đã từng quen biết, hơn nữa còn có được không đội trời chung mối thù. Diệt ngươi Sở ra, nhưng mà, Tiêu Phàm nghe được lời nói của Sở Lăng Tiêu, lại là giễu cợt nở nụ cười. Dừng một chút, lại khinh thường nói, Sở ra vốn là ông ngoại ta gia tộc, có liên quan gì tới ngươi? Có thể ngoại công lại đem ngươi coi làm con ruột đối đãi, thậm chí ngay cả Sở ra gia chủ vị trí đều giao cho ngươi. Là ngươi bị quyền lực che đôi mắt, vì Sở ra gia chủ vị trí, giết ta hai cái cứu cứu, càng là vây nhốt ta phụ thân, hại ta mẫu thân. Nô muội muội ta không nên giết ngươi sao? Nguyên bản Túy Ông còn tưởng rằng Tiêu Phàm lạm sát kẻ vô tội, có thể nghe đến đây, Túy Ông liền hoàn toàn minh bạch sự tình nguyên do, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu ánh mắt cũng càng ngày càng băng lạnh. Túy Ông bình sinh hận nhất chính là vong ân phụ nghĩa hạng người, Sở Lăng Tiêu hiển nhiên chính là người như vậy. Sở Lăng Tiêu trầm mặc không nói, những chuyện này, nếu như rơi vào hắn trên người mình. Đoán chừng hắn đã sớm hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm chỉ bất quá cho Sở ra một cái công đạo mà thôi, hắn Sở Lăng Tiêu liền cùng Tiêu Phàm không chết không thôi, nếu là đổi vị trí suy nghĩ, đoán chừng hắn liền không chỉ là muốn giết chết Tiêu Phàm đơn giản như vậy. Nhưng Tiêu Phàm, lại lúc trước cũng không có đuổi tận giết tuyệt, tha thứ con của hắn Sở Vân Bắc, càng là đem U Linh vệ thống lĩnh chức vị giao cho Sở Vân Bắc, cái này là người bình thường có thể làm được sao? Chí ít, Sở Lăng Tiêu không thể nào làm được. Tiêu Phàm sắc mặt rét lạnh hết sức, âm thanh lạnh lùng nói, về phần giết ngươi nhi tử, ta có thể nói cho ngươi, bọn họ đều còn sống sót, xem ở Sở Vân Bắc phân thượng, ta tha Sở Vân Phi một mạng. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, nói cho ngươi những cái này, cũng không đại biểu ta sợ ngươi, năm đó cửu hận vì cái chết của ngươi xóa bỏ, ngươi nếu lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, ta hiện tại cái kia đường đường thánh tôn cảnh cường giả, ngươi lại như thế nào không khách khí?
Sở Lăng Tiêu khinh thường nói. Bất quá Tiêu Phàm ở đề cập Sở Vân Bắc cùng Sở Vân Phi thời khắc, Sở Lăng Tiêu thân ảnh rõ ràng chấn động một cái. Có lẽ Sở Lăng Tiêu 10 điểm cừu thị thế giới này, nhưng hắn đối con của mình vẫn là không lời nào để nói, lúc trước dù cho chính hắn bỏ mình, cũng phải bảo trụ Sở Vân Phi tính mệnh. Ngươi muốn giết ta, ta phụng bồi chính là, Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại. Hắn trong lòng lại là nghĩ tới một vấn đề khác, lúc trước phụ thân hắn Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Tiêu thế nhưng là chết ở cùng một nơi, tất nhiên Sở Lăng Tiêu đều còn sống, vậy hắn phụ thân là không phải cũng có cơ hội đây. Phải biết, lúc trước phụ thân hắn mặc dù bỏ mình, nhưng linh hồn lại không thấy bóng dáng. Tiêu Trường Phong linh hồn, phải chăng cũng có khả năng xuất hiện ở cửu địa ngục đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm hơi hơi kích động, chỉ là mặt ngoài coi như bình tĩnh, lạnh lùng hướng về Sở Lăng Tiêu, chỉ cần Sở Lăng Tiêu dám động thủ, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không chút khách khí. Những năm này, Tiêu Phàm đối Sở Lăng Tiêu cừu hận sớm đã bởi vì hắn tử vong mà biến mất, hắn quan tâm hơn chính là cha mình sinh tử. Nếu như không phải Gia Cát Thanh Huyền che chở ngươi, giết ngươi giống như bóp chết một con kiến. Sở Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng, lại là không có tiếp tục xuất thủ. Dừng một chút, hắn lại nói ngươi không có giết con ta, có gì chứng minh. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trên mặt hiện ra một nụ cười, nhún nhún vai nói, ta chứng minh không được, ngươi nghĩ gặp bọn họ, cái kia liền nghĩ biện pháp còn sống rời đi, nếu như muốn giết ta, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Ngươi dám, Sở Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn ma khí phun trào. Tiêu Phàm không tiếp tục để ý Sở Lăng Tiêu, hắn biết rõ, Sở Lăng Tiêu vẫn là ghi nhớ lấy hắn một đôi nhi tử, bằng không mà nói, cho dù liều cái mạng này, hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có được phân thân thái cổ, mặc dù không sợ Sở Lăng Tiêu, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Vân Linh lão nhân chết, cho Tiêu Phàm một loại cực kỳ cảm giác bất an, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không bại lộ phân thân thái cổ. Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng dạng này ta thì sẽ bỏ qua ngươi, đầu của ngươi, tạm thời ghi tạc ngươi trên cổ. Sở Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Hắn cũng biết, có Túy ông ở, hắn muốn giết chết Tiêu Phàm, cơ hồ là không thể nào, nói như vậy cũng chỉ là đưa cho chính mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Đám khốn kiếp kia, dám chạy trốn, muốn chết. Sở Lăng Tiêu để lại một câu nói, lách mình tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm rất muốn gọi lại Sở Lăng Tiêu. Nói cho hắn, hắn một đám thuộc hạ cũng không có chạy trốn, chỉ bất quá đều đã chết mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm vẫn bỏ qua. Sở Lăng Tiêu thật vất vả đình chiến, Tiêu Phàm cũng không muốn tiếp tục kích thích hắn, cửu U Ma Cốc mới vừa vặn mở ra, ai biết sẽ phát sinh gì đây. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Hắc Hổ bọn họ đi tới, vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm ánh mắt có chút ngốc trệ, rơi vào trong trầm tư. Tất nhiên Sở Lăng Tiêu lúc trước linh hồn có thể sống sót, vậy hắn phụ thân Tiêu Trường Phong phải chăng cũng tiến nhập cửu địa ngục đây? Nếu như cha ở chỗ này, ta bất kể như thế nào đều muốn tìm tới hắn. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, con người bên trong hiện lên một vẻ kiên định. Chỉ là, cửu địa ngục biết bao cuồn cuộn, muốn tìm một người. Không khác mò kim đáy biển, hy vọng 10 điểm xa vời. Đừng nói chính hắn chỉ là thánh đế cảnh, chính là Túy ông cái này thánh tôn cảnh, muốn tìm người, cũng cực kỳ khó khăn. Đúng rồi, địa ngục chi chủ trưởng quản cửu địa ngục, nhưng hắn tìm một người không khó lắm a. Tiêu Phàm đột nhiên linh quang lóe lên, trong lòng âm thầm có so đo. Lần trước địa ngục chi chủ nói cho hắn, cửu ma cốc là một chỗ cực kỳ chỗ đặc biệt. Dù cho địa ngục chi chủ cũng vô pháp tiến vào nơi này. Hắn nghĩ muốn tìm địa ngục chi chủ hỗ trợ, cũng chỉ có rời đi cửu U Ma Cốc. Sư tôn, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Như Hy thanh âm đem Tiêu Phàm bừng tỉnh. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức hiện lên từng khỏa đặc thù cực phẩm nguyên tinh, ngưng tụ thành một bộ không trọn vẹn bức họa. Sở Lăng Tiêu đối tảng đá kia gọi cửu U sinh linh thạch. Không biết tảng đá kia đến cùng để làm gì. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Nhìn qua giống như một bộ địa đồ, chúng ta có thể tiếp tục thu thập những tảng đá khác a. Như Hy nói ra. Bây giờ đã qua mấy ngày,
còn dư lại thạch đầu khẳng định đã bị những người khác thu thập xong. Tiêu Phàm lắc đầu. Bọn họ chỉ là trong đó một cỗ lực lượng mà thôi, tiến vào cửu U Ma Cốc thế lực mặc dù chỉ có 5 nhánh, có thể ẩn trốn thánh tôn cảnh cường giả đã có không ít. Tiêu Phàm bọn họ có thể tìm được 1/6, đã coi như là 10 điểm khó được. Tiếp tục hướng cái hướng kia xâm nhập, lúc này, trầm mặc hồi lâu Túy Ông mở miệng nói, hắn nhìn chăm chú phương xa chân trời, thần sắc càng ngưng trọng thêm lên. Lão sư, Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Túy Ông, hắn luôn cảm giác Túy Ông có chuyện giấu ở trong lòng. Chuyện của tôi VN, nơi đó có một cỗ khí thức đặc biệt đang triệu hoán ta. Túy Ông thuận miệng giải thích một câu. Tiêu Phàm đám người nhíu mày, mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên, bọn họ đều không có cảm nhận được cỗ kia đặc thù triệu hoán chi lực. Chẳng lẽ chỉ có thánh tôn cảnh mới có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia? Hắc Hổ Quỷ Vương nghi ngờ nói. Ta nhớ được Thiên Uyên Quỷ Chủ cũng đi đến cái hướng kia. Lời nói không nhiều, Băng Thiền Cung Chủ đột nhiên bổ sung một câu. Đám người gật gật đầu, bọn họ không hoài nghi chút nào Túy Ông lời nói, Túy Ông cũng không cần thiết lừa gạt bọn họ. Vậy chúng ta liền đi cái hướng kia, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh nói. Dứt lời, Tiêu Phàm dẫn đầu đạp không mà lên, trực tiếp hướng về chân trời niềm vui thú. Phàm Nhi, chờ, Túy Ông lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm một bên, nói, đem bộ kia địa đồ cho ta, mọi người tốc độ quá chậm, ta tới đi đường. Tốt, Tiêu Phàm gật đầu, đem thu thập được cửu U sinh linh thạch giao cho Túy Ông, lại quay người nhìn về phía Như Hy bọn họ. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, một cổ lực lượng cường đại tác dụng trên người mình, ý thức của hắn có chút mơ hồ, trực tiếp ngã xuống. Sư tôn, đại nhân, Như Hy đám người lên tiếng kinh hô, vẻ mặt tức giận nhìn xem Túy Ông, Hắc Hổ Quỷ Vương mấy cái càng là xông tới. Nhưng mà, Túy Ông lấy tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ bọn họ, để mấy người không thể động đậy. Ngay sau đó, Túy Ông đánh ra từng đạo thủ ấn tiến vào Tiêu Phàm thể nội, ngay sau đó thao túng Tiêu Phàm thân thể rơi vào Như Hy người bọn họ bên cạnh, nhìn xem mấy người trầm giọng nói, các ngươi là Phàm Nhi bằng hữu, ta tin tưởng các ngươi sẽ không hại hắn, chỗ đó tương đối nguy hiểm. Ta mang theo ta người đi là được, các ngươi liền ở lại đây, chờ cửu U Ma Cốc đóng lại, các ngươi đều sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài. Nói xong, Túy Ông quay người liền mang theo Vệ Lân đám người hướng về chân trời lao đi. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Như Hy cùng Băng Thiền Cung Chủ mấy người, ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi, trong lúc nhất thời lâm vào mờ mịt. Làm sao bây giờ? Hắc Hổ Quỷ Vương lo lắng nói. Còn có thể làm sao, chờ sư tôn tỉnh lại rồi nói sau, chỉ là, sư tôn hắn bị phong ấn, đoán chừng thời gian ngắn không hồi tỉnh. Bản thân sư tôn, đem nàng sư tôn đánh ngất xỉu hơn nữa phong ấn, cái này khiến Như Hy vẻ mặt bất đắc dĩ. Lấy Thanh Huyền Lâu Chủ thực lực, coi như chúng ta muốn gọi tỉnh hắn, đoán chừng cũng làm không được, Băng Thiền Cung Chủ lại bổ sung một câu. Mấy người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, Túy Ông thế nhưng là thánh tôn cảnh tu vi a, hắn phong ấn một người, nhất là bán bộ thánh tôn cảnh có thể giải phong. Hô, nhưng mà, liền trước mặt mọi người người chuẩn bị chờ Tiêu Phàm tự động tỉnh lại tính toán sau thời khắc, một cỗ khí tức mạnh mẽ bỗng từ đằng xa nghiền ép mà tới. Mấy người tựa như đừng dẫm đến cái đuôi tiểu miêu, bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt phòng bị nhìn phía xa. Trong lúc hô hấp, hai đạo bóng người lạc ấn ở đám người tầm mắt, đó là hai cái cô gái tuyệt mỹ, một người trong đó còn cùng Băng Thiền Cung Chủ lớn lên cơ hồ giống như đúc. Không cần nghĩ cũng biết, người tới chính là Đế Phi cùng Vô Cực Ma Vương Băng Thải Vân. Các ngươi tới nơi này làm gì? Hắc Hổ Quỷ Vương cùng đầu trâu mặt ngựa đứng ở phía trước. Đem Tiêu Phàm bọn họ bảo hộ ở sau lưng. Những ngày qua đã trải qua quá nhiều chuyện, lấy về phần bọn hắn biết rõ đối diện Băng Thải Vân đáng sợ, cũng không lui lại một bước. Cút ngay, Băng Thải Vân lạnh rên một tiếng, một cỗ cuồng bạo lực lượng quét sạch mà ra, Hắc Hổ Quỷ Vương ba người trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài. Mặc dù cùng là bán bộ thánh tôn cảnh, nhưng bọn hắn ở trước mặt Băng Thải Vân, lại là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Liền tựa như Sở Lăng Tiêu cấp dưới ở trước mặt Tiêu Phàm chỉ có bị tàn sát phần một dạng. Muốn giết sư tôn, trước qua ta một bước này. Như Hy giang hai cánh tay cản ở trước mặt Tiêu Phàm, con người kiên định lạ thường, thiếu mấy tháng trước loại kia khiếp đảm. Nhưng mà,
Băng Thải Vân cùng Đế Phi cũng không có đình chỉ ý tứ, nhất là Đế Phi, trong ánh mắt của nàng chỉ có Tiêu Phàm, thân thể đều đang khẽ run lấy. Vô Cực Ma Vương, nhìn thấy Băng Thải Vân cùng Đế Phi đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, Băng Thiền Cung chủ thở sâu, nói thả bọn họ đi, ta linh hồn chi thể cho ngươi. Đối diện Băng Thải Vân đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lóe lên, hiển nhiên nàng là động lòng, chỉ là khi nàng nhìn thấy Đế Phi thời khắc, lại đem xung động của nội tâm áp chế xuống, ta không phải vì ngươi mà đến. Đám người nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều nghe nói qua Băng Thải Vân cùng Băng Thiền Cung chủ quan hệ trong đó, tất nhiên Băng Thải Vân không phải là vì Băng Thiền Cung chủ, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Nàng vì Tiêu Phàm mà đến, chỉ là sau một khắc, để đám người càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra, Băng Thải Vân bước chân ngừng lại, chỉ có Đế Phi tiếp tục tại tới gần Tiêu Phàm. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, Đế Phi cái kia mềm mại thân thể đều đang khẽ run lấy, đôi mắt càng là có vũ khí bốc hơi, một đôi mắt nhu tình hướng về hôn mê Tiêu Phàm. Hắc Hổ Quỷ Vương bọn họ đã sớm đoán được Đế Phi thân phận, nhưng bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt, vẫn như cũ 10 điểm không bình tĩnh. Đế Phi vậy mà nhận biết Tiêu Phàm, nhưng mà, khi bọn hắn tiếp xuống nghe được Đế Phi thanh âm lúc, kém chút làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Chỉ thấy Đế Phi đi đến Tiêu Phàm bên người, run rẩy ngọc thủ vuốt ve Tiêu Phàm gương mặt, run rẩy nói, phu quân. Phu quân, nghe được hai chữ này, toàn trường trợn mắt hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không tin lời này là từ Đế Phi trong miệng nói ra được. Cho dù là Băng Thải Vân, cũng ngây ra như phỗng, còn cho rằng mình nghe lầm. Nàng một mực đi theo Đế Phi, nhưng cho tới bây giờ đều không biết, Đế Phi đã có phu quân a. Nhưng mà, Đế Phi lại là không quan tâm, nàng đánh ra từng đạo thủ ấn, một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ Tiêu Phàm. Mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm thể nội truyền đến một trận răng rắc thanh âm, hiển nhiên là phá mở túy ông phong ấn. Lúc này, Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, ngay sau đó một cái bật dậy, đột nhiên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía quát to, lão sư. Nhìn chăm chú bốn phía, Tiêu Phàm cũng không tìm tới túy ông thân ảnh, không khỏi nhíu mày. Như Hy bọn họ lại là vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ ấn tượng Tiêu Phàm có vẻ như đã sớm khôi phục tiền thế ký ức a. Nhưng hắn thê tử đứng ở trước mắt, hắn lại nhận không ra, đây cũng quá vô tình a. Băng Thải Vân trên người hiện lên sát khí như có như không, nàng đang vì Đế Phi không đáng, trong lòng càng là giọng căm hận nói, đàn ông phụ lòng, đều đáng chết. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm lúc này mới tập trung ý chí. Nhìn mình trước mắt mang theo cái khăn che mặt nữ tử, chắp tay nói, đa tạ cô nương cởi ra trong cơ thể ta phong ấn. Cô nương, đám người khóe miệng giật một cái này không phải cái gì cô nương, nàng thế nhưng là thê tử ngươi a. Bất quá Hắc Hổ Quỷ Vương cùng đầu trâu mặt ngựa lại là vẻ mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng càng là viết kép chịu phục. Đây chính là thần điện chi chủ Đế Phi a, chân chính năm đại thế lực chi chủ, có thể nữ nhân như vậy. Dĩ nhiên là Tiêu Phàm nữ nhân, cái này khiến bọn họ làm sao không bội phục đây. Đế Phi cũng không trả lời Tiêu Phàm, mà là ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chậm rãi vén lên mặt mũi của mình. Tiêu Phàm không biết vì sao, lại là lui ra phía sau hai bước, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Phu quân, người không biết ta. Lúc này, một đạo âm thanh tự nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm toàn thân chấn động. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đế Phi, ngay sau đó, một khuôn mặt quen thuộc in vào tầm mắt của hắn bên trong, thân thể đều khẽ run lên. Long Vũ, Tiêu Phàm kinh hô ra hai chữ, không khỏi vuốt vuốt hai mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Không sai, trước mắt trương này dung nhan tuyệt thế, không phải người khác, chính là Long Vũ. Thế nhưng là, Long Vũ không là trở thành Long tộc Long nữ sao, làm sao sẽ đến nơi này? Là ai giết ngươi? Tiêu Phàm trên người bỗng bộc phát ra sát khí lạnh lẽo, mặc dù trước đó Long Vũ không biết hắn, nhưng Tiêu Phàm vẫn luôn đem Long Nữ xem như là Long Vũ. Bây giờ Long Vũ xuất hiện ở đây, chỉ có một loại khả năng, kia liền là bị người giết rồi. Phu quân, ta liền biết ngươi còn nhớ rõ ta. Đế Phi tựa như không nghe được Tiêu Phàm lời nói đồng dạng, hai tay nắm ở Tiêu Phàm cánh tay, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Tiêu Phàm cũng không có tránh ra Long Nữ hai tay, thanh âm này, giọng điệu này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây không phải Long Nữ,
mà là chân chính Long Vũ. Long Vũ lại trở về. Thật lâu Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Long Vũ quấn lấy bản thân, Tiêu Phàm vẻ mặt cười khổ, nói, Long Vũ, ngươi không là trở thành Long tộc Long nữ sao, làm sao xuất hiện ở đây? Ngươi gặp qua Long nữ. Long Vũ đột nhiên ngữ khí lạnh xuống, con người băng lãnh chán phóng lãnh mang, trở nên để Tiêu Phàm đều có chút xa lạ. Tiêu Phàm còn nhớ rõ, năm đó Long Vũ thế nhưng là không có dạng này khí thế cùng ánh mắt. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có để ý điểm này, hắn chỉ biết là, trước mắt Long Vũ, mới là năm đó chiến hồn đại lục Long Vũ. Chỉ là, từ Long Vũ trong giọng nói, Tiêu Phàm lại cảm thấy sự tình có chút không đúng, Long Vũ khẩu khí, nói nàng giống như không phải Long nữ một dạng. Trước đây không lâu gặp qua, Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, lặng lẽ đem cánh tay từ Long Vũ trong ngực rút ra. Nàng hiện tại như thế nào? Long Vũ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Ta cũng không biết, chính là gặp qua mấy lần mà thôi. Tiêu Phàm không có đem bản thân đã cứu Long Nữ sự tình nói ra, hắn ẩn ẩn cảm nhận được trước mắt Long Vũ đối Long Nữ có một cỗ sát ý. Thở sâu, Tiêu Phàm hay là hỏi, Long Vũ, người cùng Long Nữ là? Long Vũ trầm mặc thật lâu, lúc này mới nói, nàng là tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc, Long Vũ thế nhưng là chiến hồn đại lục ra đời a, mà Long nữ chính là Long tộc, cái này căn bản là tám gậy che đánh không đến sự tình. Các nàng hai người này, lại là làm sao nhận biết, hơn nữa còn biến thành tỉ muội đây. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, Tiêu Phàm ngược lại là nhớ ra cái gì đó, lúc trước hắn nhìn thấy Long nữ thời điểm, Long nữ hoàn toàn không biết hắn, chỉ là hắn một mực nhận định Long nữ chính là Long Vũ mà thôi. Hiện tại xem ra, đúng là bản thân mong muốn đơn phương. Long Vũ nhìn băng thải vân bọn họ một cái, đám người chỗ nào vẫn không rõ có ý tứ gì, vội vàng hướng về nơi xa bay đi. Thẳng đến không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, Long nữ mới nói, mẫu thân của ta là thái cổ thần giới băng tộc tộc trưởng, phụ thân là cửu huyền ngân long nhất tộc đại trưởng lão, ta cùng với Long nữ là song bào thai, phân biệt kế thừa mẫu thân và phụ thân thiên phú. Đơn giản mấy câu. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch Long Vũ cùng Long Nữ quan hệ trong đó. Khó trách Long Vũ cùng Long Nữ cơ hồ giống như đúc, nguyên lai là song bào thai, bất quá cái này cũng thực sự quá giống. Không đúng, ca ca ngươi không phải Long Thần sao? Tiêu Phàm quay người trở lại, hắn nhớ rõ ràng, Long Vũ lúc trước chính là Đại Long Đế triều cửu công chúa, Long Thần muội muội a, làm sao đột nhiên biến thành thái cổ thần giới người? Ta thể chất cùng linh hồn tương đối đặc thù. Bình thường lớn lên mà nói sống không quá 18 tuổi, mẫu thân của ta vì để cho ta sống xuống dưới, đem ta linh hồn một phân thành hai, một nửa linh hồn đầu nhập vào chiến hồn đại lục. Long Vũ giải thích nói, nàng cũng không có cụ thể giải thích, là dạng gì đặc thù linh hồn cùng thể chất, không cách nào làm cho nàng sống qua 18 tuổi, không biết là sợ Tiêu Phàm lo lắng, hay là cái gì khác. Nhưng vì cái gì vừa lúc xuất hiện ở chiến hồn đại lục đây? Tiêu Phàm lại hỏi, nếu như không biết chiến hồn đại lục tính đặc thù, Tiêu Phàm cũng không sẽ có câu hỏi như thế. Nàng lúc trước xé mở hư vô liệt phùng, ở ta sâu trong linh hồn lưu lại một đạo ấn ký liền tùy ý ném vào cái kia không gian liệt phùng bên trong, có lẽ nàng cũng không nghĩ tới ta sẽ sống sót, bây giờ ta, dung hợp một nửa khác linh hồn. Nói đến đây, Long Vũ trong mắt cũng lộ ra một tia hào quang cừu hận. Tiêu Phàm nghe vậy, lúc này mới thoải mái. Khó trách hắn cảm thấy trước mắt Long Vũ cùng lúc trước chiến hồn đại lục Long Vũ vẫn còn có chút khác biệt, nguyên lai là hai nửa linh hồn một lần nữa dung hợp duyên cớ. Chỉ là hắn có một điểm vẫn như cũng nghi hoặc, vì sao hai nửa linh hồn dung hợp, biểu lộ lại là chiến hồn đại lục Long Vũ tính cách, mà không phải thái cổ thần giới Long Vũ tính cách đây. Bình thường mà nói, thái cổ thần giới Long Vũ lực lượng linh hồn mạnh hơn vô số lần mới đúng. Tiêu Phàm không có xoắn suýt cái đề tài này. Nói ra, mẫu thân ngươi nếu là băng tộc tộc trưởng, vì sao ngươi lại sẽ xuất hiện ở đây? Xuất hiện ở cửu u địa ngục linh hồn, trừ hắn ra, cơ hồ chỉ có một loại khả năng. Kia liền là người chết, lấy Long Vũ địa vị, lại có ai có thể giết chết nàng đây? Long Vũ trầm mặc không nói, tựa như không muốn nói ra những vết thương này tâm chuyện cũ. Ngươi không muốn nói, liền coi như ta không có hỏi. Tiêu Phàm cũng không phải là không tin tưởng Long Vũ,
mà là hắn nghĩ vì Long Vũ báo thù. Cũng không cái gì, Long Vũ thở sâu, cười khổ nói, những chuyện này nguyên bản ta cho rằng sẽ không lại nói cho người khác, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Tiêu Phàm mỉm cười. Ngươi là phu quân ta, Long Vũ mặt mày hớn hở nói. Tiêu Phàm không còn gì để nói, chỉ có thể làm bản thân không nghe thấy, nhiều năm như vậy không gặp, Long Vũ vẫn là bộ dáng này. Hắn không biết, nếu như mình cái thứ nhất gặp là Long Vũ, có thể hay không thực đi cùng với nàng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm ở sâu trong nội tâm, xác thực chỉ đem Long Vũ xem như hảo bằng hữu, không có mặt khác vượt qua quan hệ. Ngươi hẳn phải biết, ta linh hồn lúc trước thực lực thấp, cùng so một nửa khác linh hồn so sánh hoàn toàn có thể không đáng kể. Long Vũ ung dung mở miệng, ngươi cũng đã biết, vì sao ta đây một nửa linh hồn chiếm cứ chủ thể sao? Tiêu Phàm lắc đầu, loại tình huống này hắn chưa bao giờ từng gặp phải, không biết là nguyên nhân gì, nhưng đồng dạng cũng là hắn tò mò địa phương. Bởi vì, một nửa khác linh hồn sắp gặp tử vong, cho nên băng tộc tộc trưởng, cũng chính là ta cái kia cái gọi là mẫu thân, lúc này mới đem ta tìm trở về. Long Vũ nói lấy, trên mặt lộ ra bi phẫn. Tiêu Phàm không nói gì, mà là lặng lặng nghe, từ Long Vũ trong giọng nói, hắn có thể đủ nghe được, Long Vũ cùng hắn mẫu thân kia quan hệ cũng không thế nào tốt. Ngươi biết không, khi bọn hắn đem ta linh hồn cưỡng ép bắt ra, đánh vào khác một thân thể thời điểm, là một loại cảm giác gì? Long Vũ biểu tình thống khổ, nhìn qua có chút buồn bã. Dừng một chút, nàng lại nói, nguyên bản ta cho rằng băng tộc tộc trưởng đối một cái khác ta, cũng chính là cái kia đế phi hẳn là 10 điểm sủng ái, không nguyện ý thấy được nàng chết đi. Cho nên hao tốn cái giá cực lớn, lúc này mới đem ta trăm cay nghìn đắng từ chiến hồn đại lục mang ra ngoài, bỏ đi ta nhục thân, để cho ta bám thân đế phi nhục thân. Chẳng lẽ không phải như vậy hay sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có hỏi ra, tất nhiên Long Vũ nói như vậy, vậy đã nói rõ, sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy. Ta vừa bắt đầu thực cho rằng là dạng này, mặc dù đổi một bộ nhục thân, nhưng là chậm rãi thích ứng, bọn họ vì ổn định tâm tình của ta, đem ta thân thể này trả lại cho ta, để cho ta bản thân, cũng coi là làm lưu luyến. Long Vũ trên mặt có vẻ hơi trắng bệch. Nói xong lời này, nàng ánh mắt bỗng trở nên băng lạnh, nhưng ta không nghĩ tới chính là, băng tộc tộc trưởng tìm ta trở về, chỉ là vì đem đế phi gả cho thiên hoang băng gia đại thiếu. Bởi vì đế phi đã chết, bọn họ sợ chọc giận tới băng gia, cho nên trăm cay nghìn đắng tìm tới ta linh hồn, để cho ta thay thế đế phi gả cho băng gia đại thiếu. Vừa bắt đầu một mực có người nhìn ta, sợ ta thoát đi, về sau, ta đi thiên hoang băng gia trên đường tìm đúng cơ hội tự sát, lúc này mới xem như trốn qua một kiếp. Tiêu Phàm nghe một trận thổn thức, trong lòng cũng hơi có chút rét run. Trong đầu hắn còn hiện lên năm đó Long Vũ vì cứu hắn, lại bị một cái đại thủ bắt đi tình hình, nghĩ đến Long Vũ chính là lúc kia bị băng tộc người tìm được. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều đang tìm kiếm Long Vũ tung tích, lại không có bất kỳ cái gì tung tích. Thẳng đến gặp được Long Nữ, Tiêu Phàm vẫn cho là Long Nữ chính là Long Vũ, nhưng mà đến bây giờ mới hiểu được, trước mắt mới thật sự là Long Vũ. Từ khi Long Vũ bị băng tộc mang đi về sau, gặp không thuộc về mình đãi ngộ, tất cả những thứ này, cùng hắn Tiêu Phàm là có cửa ải rất lớn liên. Nếu như lúc trước Long Vũ không phải là vì cứu hắn, có lẽ chưa chắc sẽ bị băng tộc người mang đi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm có chút áy náy, dù cho đứng ở người xa lạ lập trường, hắn đều vì Long Vũ tao ngộ mà bi phẫn, huống chi làm một cái bằng hữu đây. Thời khắc này Long Vũ, chỗ nào còn giống như là đường đường thánh tôn cảnh cường giả, nàng tựa như một cái nhận lấy khi dễ tiểu nữ hài. Sau đó gặp được người mình yêu mến, đem mình khổ sở tất cả đều phun ra. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Vũ bả vai, ai ngờ Long Vũ trực tiếp nhào vào Tiêu Phàm trong ngực, cái này khiến Tiêu Phàm không biết làm sao, chỉ có thể lộ ra đắng chát nụ cười. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói, lần này cửu U Ma Cốc, ngươi có cơ hội một lần nữa ngưng tụ nhục thân, lấy được rời đi nơi này tư cách. Long Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, nói, đúng vậy a, băng tộc đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không đến, ta linh hồn sẽ đột phá đến thánh tôn cảnh. Nói đến đây, Long Vũ lại mặt mày hớn hở nói, bất quá, chỉ cần phu quân ở chỗ này,
ta có thể không rời đi, đều đã không trọng yếu. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nhà đầu ngươi không rời đi, ta phải rời đi à. Ta chỉ là tới nơi này lịch luyện mà thôi, thái cổ thần giới còn có thật nhiều sự tình cần ta đi xử lý đây. Đúng rồi, trước đó lão sư đem ta đánh ngất xỉu, nói là có đồ vật gì đang triệu hoán hắn, ngươi cảm nhận được sao? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn nghĩ Long Vũ nói. Long Vũ không có giấu giếm, như thực nói ra, là có một loại lực lượng kỳ lạ, thánh tôn cảnh có thể cảm ứng được, những người khác không cảm ứng được. Mang ta đi, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn không yên lòng túy ông một người, bây giờ càng là có Long Vũ, Tiêu Phàm càng thêm không có khả năng chỉ lo thân mình. Tốt, Long Vũ ngược lại là rất sảng khoái gật đầu. Hai người trò chuyện chỉ chốc lát, này mới khiến Như Hy cùng băng thải vân đám người đi tới, đám người vẫn như cũ vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm cùng Long Vũ, Hắc Hổ Quỷ Vương lại là trong bóng tối cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên. Liên thần điện thần chủ đều có thể giải quyết, còn có cái gì là Tiêu Phàm không làm được đây? Đám người lúc này mới phát hiện, từ khi đi theo Tiêu Phàm về sau, cơ hồ mỗi ngày đều có xảy ra chuyện lớn, trái tim của bọn hắn đã chịu đựng một lần lần nghiêm trọng khảo nghiệm. Thải Vân tỷ, người cùng băng thiền cung chủ sự tình, tạm thời để ở một bên. Long Vũ nhìn về phía băng Thải Vân nói. Là, công chúa, băng Thải Vân đối Long Vũ lời nói xưa nay sẽ không làm trái, chỉ có phục tùng. Tiêu Phàm từ Long Vũ trong miệng, cũng nhận thức lại băng Thải Vân, người này mặc dù chỉ là Long Vũ của hồi môn nha đầu, có thể đối Long Vũ lại là trung thành tuyệt đối. Lúc trước Long Vũ vừa mới xuất hiện ở cửu U địa ngục. May mắn chiếm được sắp gặp tử vong thần điện thần chủ linh hồn năng lượng, nhất cử bước vào thánh tôn cảnh. Nhưng cảnh giới của nàng lại bất ổn, nếu như không phải băng Thải Vân, Long Vũ có lẽ sớm đã bị thần điện mặt khác mấy đại bán bộ thánh tôn cảnh cường giả giết đi. Đương nhiên, cũng bởi vậy nàng ngẫu nhiên cướp lấy băng thiền cung chủ thân thể, đến mức băng thiền cung chủ bây giờ đối với nàng hận thấu xương. Băng thiền cung chủ mặt không biểu tình. Bất quá trong mắt của nàng bên trong vẫn như cũ tràn đầy không cam lòng. Tiêu Phàm cũng không biết làm sao mở miệng, việc này là băng thiền cung chủ cùng băng Thải Vân ở giữa việc tư, nếu để cho bọn họ một cái công bằng tranh đấu cơ hội, băng thiền cung chủ cũng chưa hẳn là băng Thải Vân đối thủ. Dù sao, băng Thải Vân cỗ kia linh hồn chi thể mới thật sự là bản thể. Trước tìm được sư phụ lại nói, Tiêu Phàm đổi chủ đề, không cho băng Thải Vân đối băng tầm công chúa xuất thủ. Đã coi như là biến tướng bảo hộ nàng. Đi, Long Vũ gật gật đầu, mang theo đám người đạp không mà lên. Tiêu Phàm một nhóm tốc độ rất nhanh, một ngày thời gian liền đi sâu vào mấy chục vạn dặm, trên đường đi cũng không thấy được bất luận cái gì bóng dáng. Sau một ngày, mấy người rốt cục cũng ngừng lại, Long Vũ hướng về nơi xa, đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, bọn họ liền ở phía trước, bất quá ta cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Đại nhân, Thanh Huyền lâu chủ phong ấn ngươi, không cho ngươi tiến về, nhất định là vì ngươi tốt. Hắc Hổ Quỷ Vương vội vàng chen lời nói. Tiêu Phàm trên mặt ngưng lại, hắn thật không biết, cái này cửu U địa ngục còn có thứ gì có thể uy hiếp được thánh tôn cảnh. Bất quá túy ông không cần thiết lừa gạt mình, Long Vũ cũng không tất yếu lừa gạt mình. Dù cho bây giờ Long Vũ cùng trước kia có chút khác biệt, có thể nếu như nàng muốn hại bản thân. Căn bản không cần thiết nói ra, càng sẽ không cứu mình. Oanh, vừa dứt lời, chân trời đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh, một cỗ cỗ kinh khủng lực lượng cuốn tới, thiên địa đều đang run rẩy kịch liệt. Có người đánh nhau, mọi người sắc mặt khẽ biến, mặc dù cách rất xa nhau, có thể cỗ khí tức kia lại là cực kỳ khủng bố. Tiêu Phàm thấy thế, lại là không chút do dự xông tới, túy ông liền ở phía trước, nếu như gặp gỡ những người khác vây công. Khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh, có thể tốc độ của hắn hoàn toàn không kém gì chân chính phổ thông thánh tôn cảnh cường giả, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Long Vũ cũng không chút do dự đi theo, Tiêu Phàm đều xông lên, nàng còn có cái gì có thể do dự đây? Nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, nàng đành phải trợ giúp Tiêu Phàm bọn họ mang lên Như Hy đám người. Theo Tiêu Phàm tới gần, tiếng vang đó càng ngày càng kịch liệt. Thiên địa đều đang mãnh liệt lay động, bất quá quỷ dị chính là, vùng hư không này dị thường kiên cố, quả thực là không có nổ tung. Nếu là ở thái cổ thần giới, đoán chừng đã sớm thiên băng địa liệt.
không chỉ một người đang chiến đấu. Tiêu Phàm nhíu mày, phía trước chấn động quá kinh khủng, tựa như là một đám thánh tôn cảnh cường giả tạo thành. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, hắn cực kỳ lo lắng túy ông an nguy. Mấy chục giây về sau, Tiêu Phàm rốt cục thấy được từng đạo thân ảnh mơ hồ, tại hư không va chạm kịch liệt, hình thành mấy phiến chiến trường. Mà khoảng cách gần hắn nhất địa phương, lại là một đám bán bộ thánh tôn cảnh cường giả tranh phong. Tiêu Phàm nhãn lực bất phàm, liếc mắt liền thấy được Thanh Huyền Tử Lâu tu sĩ, túy ông mang vào những tu sĩ kia, đã chỉ còn lại có Vệ Lân số ít mấy người. Xòe bàn tay ra, vô tận chi nhận lập tức xuất hiện ở trong tay, hắn không chút do dự đã gia nhập chiến trường, từng đạo lợi mang ở trước mặt hắn nở rộ. Phốc phốc, hai cái bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ bỗng nhiên một phân thành hai, bị đao khí rảo sát, cái gì đều không lưu lại. Tiêu công tử, Vệ Lân đám người nhìn thấy Tiêu Phàm đến, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn họ thế nhưng là biết rõ Tiêu Phàm thực lực, bây giờ Tiêu Phàm đến, bọn hắn an toàn xem như có bảo đảm. Lão sư đây, Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, hắn lại tới đây, căn bản không thấy được túy ông thân ảnh, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Lâu chủ tiến vào, Vệ Lân chỉ nơi xa nói. Tiêu Phàm theo Vệ Lân ánh mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy nơi xa có một đạo màu xám cho sương mù màn sáng, bao phủ một khu vực, trước đó không nhìn kỹ hắn còn không có phát hiện. Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét sạch mà ra, sao có thể để hắn kinh ngạc chính là, làm hắn linh hồn lực lượng chạm đến màn ánh sáng màu xám thời khắc, vậy mà tự động tiêu tán. Ở linh hồn chi lực tiêu tán một khắc này, Tiêu Phàm dường như cảm giác một đầu hồng hoang mãnh thú mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem hắn thôn phệ. Nơi này bên cạnh có cái gì? Tiêu Phàm trong lòng hết sức ngưng trọng. Chết, cũng đúng lúc này, hư không hét lớn một tiếng truyền đến, lại là một cái hắc bào lão giả ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ thánh tôn cảnh đặc thù thiên uy mãnh liệt mà ra, nổ tính lực lượng đem vây giết hắn mười mấy bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ tất cả đều chấn động bay ra ngoài. Hắc bào lão giả cũng không có tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, mà là cực tốc hướng về cái kia màn ánh sáng màu xám phóng đi. Truy, những cái kia bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ cũng là cực kỳ điên cuồng, một bộ không chém chết hắc bào lão giả thề không bỏ qua tư thế. Cơ hồ trong nháy mắt, những người kia toàn bộ đều tiến vào màn ánh sáng màu xám. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, hơi hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới những cái kia thánh tôn cảnh cường giả mang theo nhiều như vậy bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ tiến đến, dĩ nhiên là vì ngăn cản mặt khác thánh tôn cảnh tiến vào màn sáng kia. Màn sáng kia bên trong, lại có gì đây? Hô, Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều, liền biến thành một vệt sáng phóng tới màn sáng, đồng thời đem phân thân thái cổ lấy ra ngoài. Chờ chút, lúc này, Long Vũ mang theo đám người từ đằng xa chạy đến, muốn gọi lại Tiêu Phàm, vẫn như trước chậm nửa nhịp. Tiêu Phàm đã biến mất ở màn sáng. Bất quá nàng cũng biết, coi như Tiêu Phàm nghe được nàng lời nói, cũng chắc chắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào, túy ông còn đang bên trong đây, hắn lại làm sao có thể yên tâm. Các ngươi đều đợi ở chỗ này. Long Vũ để lại một câu nói, cũng đi theo Tiêu Phàm bước chân biến mất. Sư tôn khẳng định có nguy hiểm, chúng ta cũng đi vào. Như Hy căn bản không có nghe Long Vũ mà nói. Cùng băng thiền cung chủ cũng đi theo bay đi. Về phần hắc hổ quỷ vương cùng đầu trâu mặt ngựa, do dự một chút, vẫn là khẽ cắn môi phóng tới màn sáng. Nơi này có nhiều như vậy bán bộ thánh tôn cảnh, bọn họ chỉ có ba người lưu lại, có lẽ càng thêm nguy hiểm. Băng thải vân lông mày hơi nhíu, thở sâu đạp không mà lên, đây có lẽ là nàng lần thứ nhất làm trái Long Vũ mệnh lệnh. Chúng ta cũng đi, Vệ Lân khẽ quát một tiếng. Mang theo còn sót lại mấy cái thánh đế cảnh đỉnh phong tu sĩ bắn về phía màn sáng. Không chỉ đám bọn hắn, trên bầu trời tu sĩ khác, cũng đang điên cuồng phóng tới màn sáng bên trong, tựa như nơi đó có lấy thứ gì 10 điểm hấp dẫn bọn họ một dạng. Lại nói Tiêu Phàm xuyên qua màn sáng, cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn, cùng ngoại giới u ám khác biệt, nơi này chỉ ít linh hồn năng lượng 10 điểm tràn đầy, sinh cơ cũng dồi dào hết sức. Quét tứ phương một cái, Tiêu Phàm phát hiện, không trung đứng đấy tốt chừng 20 đạo thân ảnh, mỗi cá nhân trên người tán phát khí tức đều cực kỳ khủng bố. Thánh tôn cảnh, hơn 20 cái thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm thở sâu, sắc mặt cũng biến thành hết sức ngưng trọng lên, nhưng hắn vui mừng là, túy ông cũng ở trong đó.
Hơn 20 người lăng không mà đứng, ánh mắt sáng quắc quan sát phía dưới, tựa như đang đợi cái gì. Mà ở hơn 20 người phía dưới, lại là đứng đấy từng bầy bán bộ thánh tôn cảnh, bọn họ tất cả đều đang điên cuồng hấp thu bốn phía linh hồn năng lượng. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, theo cái kia hơn 20 cái thánh tôn cảnh ánh mắt nhìn tới. Sau một khắc, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, bỗng nhiên đung đưa đầu. Chỉ thấy hơn 20 cái thánh tôn cảnh vây quanh trung ương, có một cái to lớn ngũ thải tế đàn, chán phóng sáng chói mà sáng lạng quang hoa. Ngũ thải tế đàn phía trên, ngưng tụ năm đạo thân ảnh mơ hồ, thân ảnh kia bên trên nhộn nhạo một cỗ nổ tính năng lượng ba động. Những cái này, còn không phải Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Hắn như vậy chấn kinh, là bởi vì hắn đã từng thấy qua bức tranh này. Không, chuẩn xác mà nói, hắn thấy qua cái kia ngũ thải tế đàn, liền là ở hắn đột phá bán bộ thánh tôn cảnh thời điểm. Đây là biết bao hình ảnh quen thuộc, đó là tương lai cảnh, Tiêu Phàm âm thầm cô, không thể tưởng tượng nổi nói. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, lần trước hắn linh hồn chi thể triệu hoán đến thời không nguyên tuyền, ẩn ẩn thấy được một bộ 10 điểm ly kỳ hình ảnh. Cái kia mặt hồ 10 điểm mơ hồ, nhưng có hai bộ hình ảnh đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Một là cái kia ngũ thải tế đàn, lúc trước hình ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng ở cái này năm loại nhan sắc Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra. Trừ cái đó ra, bức thứ hai hình ảnh là hắn cùng hai người đang ở chiến đấu kịch liệt, nhưng đột nhiên có một người xuất hiện ở sau lưng của hắn đánh lén. Bây giờ thứ một hình ảnh đã thực hiện, vậy mình bị người đánh lén sự tình, phải chăng cũng là thực đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng lên. Nguyên bản Túy Ông cùng Long Vũ nói nơi này 10 phần nguy hiểm, Tiêu Phàm bản thân không cảm ứng được, cho nên cũng không coi là chuyện to tát. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm tin tưởng. Có người sẽ đánh lén ta, đáng tiếc không thấy rõ hình ảnh kia bên trong đánh lén người. Tiêu Phàm lăng lệ con người quét mắt bốn phía, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là ai muốn đánh lén mình. Nhưng nhường hắn thất vọng là, lúc trước đánh lén hắn, có vẻ như cũng không phải là những người này. Nơi này chuyện gì xảy ra? Làm Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Long Vũ chẳng biết lúc nào mang theo Như Hy bọn họ đi tới Tiêu Phàm phụ cận, nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, bọn họ cũng thở dài một hơi, Hắc Hổ Quỷ Vương nhìn phía xa hình ảnh kinh ngạc kêu lên. Đó là, Long Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở cái kia ngũ thải tế đàn phía trên năm đạo thân ảnh mơ hồ, Cửu U Linh Thân. Cửu U Linh Thân. Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Băng Thải Vân mấy người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Cửu U Linh Thân. Tiêu Phàm mặc dù không biết, nhưng hắn minh bạch, cái kia năm đạo thân ảnh mơ hồ, hẳn là Cửu U địa ngục người rời đi căn bản. Ai có thể cùng năm cỗ kia Cửu U Linh Thân dung hợp, người đó liền có thể tụ hợp nhục thân, cuối cùng rời đi giới này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng lên, bất kể như thế nào. Hắn đều muốn thay Túy Ông lấy được một bộ Cửu U Linh Thân. Không, bây giờ mà nói, hẳn là hai cỗ. Túy Ông một bộ, Long Vũ một bộ, hắn còn thiếu Long Vũ một cái mạng đây, lại làm sao có thể đem Long Vũ bỏ ở nơi này. Công chúa, chỉ cần lấy được Cửu U Linh Thân, ngài trên người vấn đề liền. Băng Thải Vân đột nhiên vô cùng kích động nói. Chỉ là nàng còn chưa có nói xong, liền bị Long Vũ một ánh mắt chừng trở về. Vấn đề, Tiêu Phàm cau mày nhìn xem Long Vũ, nói, Long Vũ, thân thể của ngươi xảy ra vấn đề gì? Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới lúc trước lần thứ nhất đụng phải Long Vũ một màn, Long Vũ bị tự thân huyết mạch lực lượng băng phong, nếu như không phải Tiêu Phàm để bạch sắc thạch đầu hấp thu cái kia hàn băng chi lực, có lẽ cũng sẽ không có chuyện sau đó đã xảy ra. Chẳng lẽ hiện tại Long Vũ linh hồn chi thể lại xuất hiện vấn đề? Đây là Tiêu Phàm trong đầu ý nghĩ đầu tiên. Không có gì, chính là lúc trước lấy được thần điện chi chủ lực lượng linh hồn, thương tổn tới linh hồn chi thể mà thôi, những năm này đã nhanh khôi phục. Long Vũ cười 10 điểm ánh nắng. Vậy là tốt rồi, Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng hắn sớm đã không phải mình năm đó, nhìn người ánh mắt tự nhiên khác biệt, liếc thấy liền nhìn ra, Long Vũ đang nói láo. Chí ít, Long Vũ trên người vấn đề, tuyệt đối không chỉ làm bị thương linh hồn chi thể đơn giản như vậy. Bất quá tất nhiên Long Vũ không nói, Tiêu Phàm cũng làm không biết, việc cấp bách, là như thế nào lấy được hai cỗ Cửu U Linh Thân. Long Vũ trên người vấn đề, hắn tin tưởng,
lấy y thuật của mình trình độ, khẳng định có thể giải quyết, chỉ là linh hồn chi thể tương đối đặc thù, hắn một cái nhìn không ra mà thôi. Hiện tại người đều đến đông đủ a, vậy liền nói điều lệ a. Không chung, một đạo 10 điểm thanh âm bá đạo vang lên, mở miệng nói chuyện chính là U Minh Cốc chủ Minh Tuyệt. Vân Linh lão nhân tử vong, U Minh quỷ chủ ẩn ẩn trở thành ở đây thánh tôn cảnh bên trong người thứ nhất. Không có cửu U sinh linh thạch người rời đi, những người khác thừa dịp cửu U linh thân hoàn toàn ngưng tụ trước đó so một trận, ai mạnh, người nào đến cửu U linh thân. Sở Lăng Tiêu cũng mở miệng nói. Tiêu Phàm nhìn thấy Sở Lăng Tiêu, trong lòng thầm mắng Thiên Uyên quỷ chủ cái kia thằng xui xẻo, đường đường thánh tôn cảnh, lại bị một cái chiến thánh cảnh người đoạt xá, thực mẹ nó khôi hài. Bất quá lại nói trở về, khả năng cũng là Sở Lăng Tiêu mệnh không có đến tuyệt lộ. Không dị nghị, có thể, một đám tu sĩ nhao nhao gật đầu, cuối cùng tất cả mọi người lấy ra một chút cửu U sinh linh thạch, nhiều có tầm 10 khối, có thể ít nhất cũng có 1-2 khối. Sở Lăng Tiêu sầm mặt lại, hắn lời mới vừa nói qua, quả thực giống như đánh giấm, một người đều không đào thải, cái này khiến trên mặt hắn tối tăm. Tất nhiên tất cả mọi người không giá trị, vậy liền làm như vậy, kẻ bại giao ra cửu U sinh linh thạch rời đi. Minh Tuyệt 10 điểm bá khí nói, tựa như hắn đối cửu U linh thân tình thế bắt buộc một dạng. Minh Cốc chủ, dạng này có chút không công bằng a, chẳng lẽ ta được đến 10 mai cửu U sinh linh thạch, cùng lấy được một quả chiến đấu, cũng phải giao ra tất cả cửu U sinh linh thạch. Một cái gầy đét hắc bào lão giả mở miệng nói, đối Minh Tuyệt cũng không phải là cỡ nào e ngại. Những người khác cũng là âm thầm gật đầu, chỉ có một mai cửu U sinh linh thạch, thua cũng liền thua một mai mà thôi. Nhưng những cái kia có được tầm 10 cục đá đây, chẳng lẽ thua liền muốn giao ra 10 mai sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Minh Tuyệt lông mày hơi nhíu, hắn không thích con người làm trái lời của hắn, dạng này làm sao? Trên tế đài 5 cỗ cửu U linh thân còn muốn cần chúng ta trong tay những cái này cửu U sinh linh thạch mới có thể hoàn toàn thành hình. Chúng ta sao không đem những cái này cửu U sinh linh thạch để chúng nó hấp thu, đến lúc đó lại bàn về cao thấp làm sao? Cái kia khô gầy hắc bào lão giả cười nói. Nếu như đến lúc đó hủy diệt cửu U linh thân đây. Minh Tuyệt sầm mặt lại. Lão hủ còn chưa nghe nói qua, trên tế đàn cửu U linh thân có bị hủy diệt. Khô gầy lão giả đối chọi tương đối. Minh Tuyệt mặt mo đỏ ửng, đúng vậy a, cái này tế đàn phía trên thế nhưng là có một cái trận pháp thủ hộ, so nói phổ thông thánh tôn, chính là nguyên tôn cũng chưa chắc có thể hủy phải rơi a. Dựa theo năm trước kinh nghiệm, chỉ có linh hồn chi thể chạm đến tế đàn, mới được cửu U linh thân, ai muốn từ địa phương khác lấy được, đó là không có khả năng, lúc kia đều bằng bản sự không phải càng tốt sao. Khô gầy lão giả tiếp tục nói. Lão phu cảm thấy có thể được, lão thân đồng ý. Nguyên một đám thánh tôn cảnh tu sĩ mở miệng, toàn bộ đều đồng ý khô gầy lão giả để ý. Bọn họ không phải người ngu, nơi này người, Minh Tuyệt chính là mạnh nhất, dù sao, Minh Tuyệt thế nhưng là phổ thông thánh tôn bên trong trung phẩm thánh tôn. Phổ thông thánh tôn phân tam phẩm, bọn họ những người khác, trên cơ bản cũng là hạ phẩm thánh tôn mà thôi. Nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ cơ bản đều khó có khả năng là Minh Tuyệt đối thủ. Mà khô gầy lão giả cho loại này đề nghị, lại là đại loạn đấu, thực lực dĩ nhiên trọng yếu, nhưng vận khí cũng rất trọng yếu, vạn nhất vận khí tốt, chiếm được một bộ cửu U linh thân đây. Tất nhiên Đoan Mộc Khô nói như vậy, vậy cứ làm như thế, mọi người liền đem cửu U sinh linh thạch ném lên a. Minh Tuyệt lạnh lùng hướng về khô gầy lão giả nói. Hắn thực lực cố nhiên là trong nhóm người này số 1 số 2. Có thể cũng không khả năng tiếp nhận 10-20 người vây công, không thể không đáp ứng khô gầy đề nghị của lão giả. Đám người nghe vậy, tất cả đều 10 điểm quyết đoán, cầm trong tay cửu U sinh linh thạch ném về phía tế đàn. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, tay phải sờ sờ cầm, thầm nói như vậy, ta cũng có cơ hội. Không chỉ ngươi có cơ hội, người ở chỗ này đều có cơ hội. Băng Thải Vân lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái. Nếu như không phải xem ở Long Vũ phân thượng, nàng đoán chừng đã sớm một tát đến đây. Tiêu Phàm không để ý đến Băng Thải Vân, không cùng nữ nhân so đo là hắn luôn luôn tác phong, còn lại là đối mặt Băng Thải Vân loại này ma vương cấp bậc tồn tại. Bây giờ đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm cũng không sợ Băng Thải Vân, nhưng hắn bản năng vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Phu quân, vậy ta đi lên trước, các ngươi phải tất yếu cẩn thận.
Long Vũ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nàng cười nhìn lấy Tiêu Phàm một cái, liền hướng lấy Túy Ông bọn họ vị trí tới gần. Tiêu Phàm đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, chỉ có thể làm không nghe thấy. Hắc Hổ Quỷ Vương cùng đầu trâu mặt ngựa bọn họ nhìn ở trong mắt, càng là đối Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Đây chính là thần chủ đế phi a, đường đường thánh tôn cảnh cường giả cấp lại, Tiêu Phàm vậy mà hờ hững lạnh lẽo, là nam nhân nên cùng Tiêu Phàm một dạng. Sư tôn, có phải hay không cái kia đế phi bức hiếp ngươi cưới nàng? Chờ Long Vũ rời đi, Như Hi đi đến Tiêu Phàm bên người nhỏ giọng lầm bầm nói, thực sự là không biết xấu hổ nữ nhân a. Tiêu Phàm trực tiếp cho nàng một cái bạo lật, hung hăng chừng nàng một cái, tức giận nói, ta cùng với Long Vũ chỉ là bằng hữu, không nên nói bậy. Như Hi ôm đầu, trong mắt hơi nước bốc hơi, thiếu chút nữa thì khóc lên. Bằng hữu sao, đầu trâu mặt ngựa cùng Hắc Quỷ Quỷ Vương bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, này cũng một ngụm một câu phu quân, có thể là bằng hữu sao, lại thế nào cũng là nam nữ bằng hữu a. Băng Thải Vân lại là chán ghét nhìn xem Tiêu Phàm. Một bộ cho rằng Tiêu Phàm bội tình bạc nghĩa ánh mắt, nhìn Tiêu Phàm toàn thân cảm giác khó chịu. Hắn rất muốn giải thích, có thể loại chuyện này càng giải thích càng phức tạp, hắn dứt khoát ngậm miệng không nói, tĩnh tâm chờ đợi năm cỗ cửu u linh thân ngưng tụ thành hình. Theo đám người đem cửu u sinh linh thạch ném ra ngoài, viên kia viên thật nhỏ cửu u sinh linh thạch đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một tấm đường kính ba thước hình tròn đồ án. Những bức vẽ kia chán phóng quang mang chói mắt. Phía trên đường vân càng là dường như sống lại đồng dạng, chói mắt chói lọi. Từng chùm thất thải chi quang gào thét mà ra, bắn vào ngũ thải tế đàn phía trên, sáp nhập vào năm cỗ bên trong cửu u linh thân. Cùng lúc đó, bốn phía cuồn cuộn năng lượng cũng điên cuồng hướng về trên tế đàn hội tụ. Ở đám người nhìn kỹ giữa, năm cỗ kia cửu u linh thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng tụ. Cứ tiếp như thế, không cần đến mấy ngày, cửu u linh thân liền sẽ hoàn toàn thành hình. Thời gian chậm rãi xói mòn, chớp mắt qua ba ngày, ngũ thải tế đài bên trên cửu u linh thân càng ngày càng ngưng thật, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào năm cỗ kia cửu u linh thân phía trên. Đại nhân, sắp bắt đầu. Hắc Hổ Quỷ Vương thở sâu, hắn lại làm sao không muốn lấy được một bộ cửu u linh thân đây. Hắc Hổ, đầu trâu mặt ngựa, các ngươi cũng muốn tranh đoạt. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn xem hai người. Nhìn thấy mấy người trong mắt lấp lóe lấy tinh quang, Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản, ngược lại 10 điểm bình tĩnh nói, các ngươi phải hiểu, một khi thất bại, khả năng chính là tử vong. Hắc Hổ Quỷ Vương cùng đầu trâu mặt ngựa bỗng nhiên giật cả mình, từ mới vừa cuồng nhiệt bên trong lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, đây chính là thánh tôn cảnh cường giả tranh phong, nếu như thất bại, nhưng là sẽ ném mạng nhỏ. Bọn họ đều là chết qua một lần người. Lần trước mất mạng có thể may mắn ở trong cửu u địa ngục sống sót, nếu như lần này nếu là chết, coi như là chân chính thần hồn câu diệt. Đại nhân, chúng ta từ bỏ. Hắc Hổ Quỷ Vương hít sâu một cái nói, đầu trâu mặt ngựa cũng gật gật đầu. Các ngươi muốn tranh đoạt, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, bất quá các ngươi đây không phải lựa chọn sáng suốt, nhất là đầu trâu mặt ngựa. Ta không biết rõ hai người các ngươi loại kia linh hồn thiên phú là nhân gì mà đến. Nói đến đây, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, đầu trâu mặt ngựa có thể tự chủ thôn vệ hắn linh hồn người khác lực lượng, hơn nữa không cần luyện hóa bao lâu thời gian, năng lực này cũng không phải bình thường khủng bố. Trái lại Hắc Hổ Quỷ Vương cùng mặt khác linh hồn chi thể, bọn họ dĩ nhiên có thể thôn vệ lực lượng linh hồn, nhưng luyện hóa cũng cần thời gian dài dằng dặc. Dừng một chút. Tiêu Phàm lại nói, bất quá, cửu u ma cốc mỗi qua mấy chục vạn năm mở ra một lần, các ngươi lần sau chưa hẳn không có cơ hội. Lần sau, đầu trâu mặt ngựa nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tha thiết. Không sai, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía chân trời một đám thánh tôn cảnh cường giả nói, chờ chút cửu u linh thân thành hình, tránh không được một trận thảm thiết chiến đấu, dù cho thánh tôn cảnh cường giả vẫn lạc đều có chút ít khả năng. Các ngươi nếu như thôn vệ mấy cái thánh tôn cảnh linh hồn năng lượng, còn có những cái kia bán bộ thánh tôn cảnh linh hồn năng lượng, có lẽ có thể đột phá thánh tôn cảnh cũng khó nói. Thậm chí, vạn nhất thánh tôn cảnh chết tương đối nhiều, các ngươi về sau có khả năng chấp chưởng năm đại thế lực, Hắc Hổ khả năng nhỏ một chút, nhưng cũng có cơ hội. Nghe nói như thế, đầu trâu mặt ngựa cùng Hắc Hổ Quỷ Vương hô hấp đều trở nên ngạt thở lên.
chấp chưởng năm đại thế lực. Loại cám dỗ này thực sự quá lớn, thậm chí hai người cảm thấy, nếu như có thể chấp chưởng năm đại thế lực, cái kia đồ đần vừa muốn lấy rời đi cửu u địa ngục đây. Ở ngoại giới, có thể khống chế nhiều như vậy sinh mệnh sao? Ở ngoại giới, có thể chúa tể thiên hạ sao? Đáp án là không thể nào. Đã như vậy, cái kia còn không bằng lưu lại. Đại nhân, chúng ta từ bỏ. Đầu trâu mặt ngựa cùng hắc hổ quỷ vương thở sâu, con người kiên định nói. Bên cạnh Như Hi cũng nghe được sửng sốt một chút, băng thiền cung chủ lộ ra nhưng nghĩ tới cái gì. Ngược lại là băng thải vân, lại là khịt mũi coi thường, thầm mắng đầu trâu mặt ngựa cùng hắc hổ quỷ vương bọn họ ngớ ngẩn. Tiêu Phàm đơn giản mấy câu, liền nói các ngươi sửng sốt một chút, chấp chưởng năm đại thế lực, đây là các ngươi có thể làm được sao? Tiêu Phàm ngược lại không phải thật nói năng bậy bạ, bất quá hắn chủ yếu nhất vẫn là vì tiếp xuống mục đích. Vậy thì tốt, chờ chút các ngươi bảo hộ Như Hi, đứng ở trận pháp màn sáng khu vực biên giới, để tránh bị tai bay vạ gió. Tiêu Phàm rốt cục nói ra hắn mục đích. Ta cũng bảo hộ Như Hi. Băng Thiền cung chủ suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm không có ngăn cản, đưa mắt nhìn Như Hi bọn họ hướng phía sau thối lui. Người không có đầu óc thật tốt lừa gạt. Băng Thải Vân trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Bọn họ lưu lại nơi này, lấy được cửu u linh thân cơ hội có bao nhiêu xa vời, người không rõ ràng sao? Tiêu Phàm xem thường, nói câu khó nghe, cho dù lấy ngươi thực lực, kế tiếp tranh phong bên trong, cũng có thể không đáng kể. Ngươi chính là quản tốt chính ngươi a. Băng Thải Vân lạnh rên một tiếng, đôi mắt tràn đầy ngạo mạn. Ong ong cũng đúng lúc này, ngũ thải tế đàn bên trên đột nhiên chán phóng ánh sáng vô lượng mang, cái kia cửu u sinh linh thạch ngưng tụ đồ án đột nhiên hóa thành một màn ánh sáng bao phủ ngũ thải tế đàn. Ngũ thải tế đàn phía trên, năm cô kia cửu u linh thân hoàn toàn thành hình, biến thành thực thể, chỉ là bộ mặt vẫn như cũ có chút mơ hồ. Hô, gần như đồng thời, lần lượt từng bóng người không chút do dự hướng về ngũ thải tế đàn trùng sát đi, ai cũng nghĩ cái thứ nhất xông lên tế đàn. Cửu u linh thân tranh đoạt, chính thức bắt đầu. Không chung, hơn 20 cái thánh tôn cảnh cường giả gần như đồng thời xuất thủ, điên cuồng xông vào tế đàn phía trên, uy áp kinh khủng khiến cho thiên địa cũng bắt đầu lay động. Bậc này cường giả, tùy tiện cái nào cũng có khả năng hủy thiên diệt địa. Bây giờ đồng thời xuất thủ, dù cho đặt ở thái cổ thần giới, cũng có thể quét ngang tất cả địch. Đây chính là cửu u địa ngục lực lượng cùng thực lực. Nhưng mà, những người này, giờ phút này lại toàn bộ đụng vào nhau, có thể nghĩ uy lực của nó khủng bố. Chung quanh có một ít bán bộ thánh tôn cảnh cường giả vừa mới xuất thủ, liền bị cỗ kia ngập trời chi uy cho áp trực tiếp nổ tung lên, cái gì đều không còn lại. Những người khác thấy thế, nơi nào còn dám tới gần, tất cả đều dọa đến hướng phía sau thối lui. Tầng thứ này chiến đấu, cũng không phải bọn họ có thể giao phong. Cút ngay cho ta, giết, cửu u linh thân là của ta. Từng tiếng gầm thét từ phía chân trời truyền đến, hơn 20 cái thánh tôn cảnh không ai nhường ai, còn chưa tới gần ngũ thải tế đàn, liền điên cuồng giao đánh nhau. Bốn đại thế lực chi chủ càng là gặp trọng điểm chiếu cố, chỉ ít có hai cái thánh tôn cảnh vây công bọn họ. Đoan Mộc Khô, người muốn ngăn ta. Minh Tuyệt tức giận gào thét, lạnh lùng nhìn xem đối diện hắc bào lão giả, chính là trước đó để Minh Tuyệt sửa quy tắc thánh tôn cảnh cường giả. Minh Cốc Chủ, cửu u linh thân ai cũng có phần, ngươi không ngăn lão hủ há lại sẽ ngăn ngươi. Đối diện hắc bào lão giả Đoan Mộc Khô mảy may không sợ, ngược lại cười híp mắt nói. Minh Tuyệt thiếu chút nữa thì tuôn ra nói tục, ngươi nha, ta không ngăn ngươi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem ngươi cướp đi cửu u linh thân sao? Mặc dù mỗi người đều chỉ có thể được một bộ, có thể bị người phải một bộ, vậy liền thiếu một cô a. Đã như vậy thì chết đi. Minh Tuyệt biểu tình ngoan sắc, điên cuồng công kích tới đối diện hai người. Giờ khắc này, tất cả mọi người tựa như hình thành một loại ăn ý, ở không có phân ra sau cùng thắng bại phía trước, không ai nhường ai những người khác tới gần ngũ thải tế đàn. Tuy ông cũng bị một người cuốn lấy, muốn tới gần ngũ thải tế đàn, cơ bản là không thể nào. Thanh Vũ, hai người chúng ta, đồng thời tiến vào tế đàn lấy được một bộ cửu u linh thân làm sao? Tuy ông một bên chiến đấu, một bên cho đối diện một cái nam tử mặc áo giáp đen truyền âm nói. Nam tử mặc áo giáp đen Thanh Vũ lại là lắc đầu, hồi đáp, Gia Cát Thanh Huyền, ta cũng muốn lấy được cửu u linh thân,
chỉ bất quá dù cho chiếm được cửu u linh thân, khẳng định cũng sẽ gặp bọn họ vây công. Cửu u linh thân, một khi bị linh hồn chi thể phụ thể, những người khác lấy được cũng mất tác dụng, bọn họ sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tuy ông trầm giọng nói, huống hồ, người ta chiếm được cửu u linh thân, đã đầy đủ nhục thân, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Người sợ là không biết, làm linh hồn chi thể bám thân cửu u linh thân một sát na kia, cũng sẽ bị tế đàn đuổi ra, hơn nữa dung hợp cửu u linh thân thời khắc, còn sẽ có ba hơi thời kỳ suy yếu a. Nam tử mặc áo giáp đen thanh vũ cười lạnh nói. Nói đùa cái gì, ba hơi thời kỳ suy yếu, cái kia đã đủ để cho bọn họ chết vô số lần. Tuy ông dám mạo hiểm, cũng không đại biểu thanh vũ dám mạo hiểm. Hắn dĩ nhiên nghĩ lấy được cửu u linh thân, có thể càng không muốn ném tính mạng của mình. Những người khác cũng đồng dạng ôm hắn đồng dạng tâm thái, cơ hồ ai cũng không có đầy đủ tự tin, có thể khi lấy được cửu u linh thân về sau cái kia thời gian ba cái hô hấp bên trong, ngăn cản mặt khác thánh tôn cảnh đánh giết. Trừ phi có người đồng ý giúp đỡ thủ hộ ba hơi thời gian, có thể lại có ai sẽ thay bọn họ bốc lên dạng này hiểm đây. Huống hồ, những cái này thánh tôn cảnh, cơ hồ cũng là đưa mắt không quen, bọn họ sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Bởi vì một khi linh hồn dung hợp cửu u linh thân, liền tùy thời có thể rời đi giới này, dù cho hứa lấy đối phương vô số chỗ tốt, cũng không người sẽ nguyện ý tin tưởng. Vạn nhất người kia dung hợp cửu u linh thân về sau liền chạy đường, vậy hắn liền khóc đều không địa phương khóc. Ngắn ngủi 3 giây, đủ để ngăn cản đại bộ phận thánh tôn cảnh cường giả. Thì ra là thế, Tuy ông lộ ra vẻ hiểu rõ, tựa như đột nhiên minh bạch cái gì. Ngươi đang cố ý dụ ta nói. Đối diện Thanh Vũ nghe vậy, lập tức giận tím mặt, công kích càng điên cuồng lên lên. Tuy ông thong dong chống đối, trong lòng lại là thầm hô khẩu khí, vừa rồi hắn còn nghĩ đánh bay Thanh Vũ, một hơi xông vào tế đàn lấy được một bộ cửu u linh thân đây. Hiện tại xem ra, may mắn hắn không có làm như thế, bằng không mà nói, hắn làm sao chết cũng không biết. Tuy ông thực lực dĩ nhiên không kém gì ở đây thánh tôn cảnh, có thể đối mặt 10-20 cái thánh tôn cảnh, đó cũng không phải là hắn có thể đủ ngăn cản. Nơi xa, Tiêu Phàm lặng lặng nhìn trời cao chiến đấu, trên mặt lộ ra nghi hoặc, cao mày nói, bọn họ dạng này liều chết ngăn lại đối phương có cần không? Vọt thẳng đi vào cướp đoạt cửu u linh thân không được sao? Đương nhiên là có tất yếu. Băng Thải Vân cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Nói hết lời, Tiêu Phàm nhíu mày, chẳng lẽ trong này còn có ý tứ gì hay sao? Băng Thải Vân trên mặt hiện lên một tia khó chịu, bất quá vẫn là giải thích nói, cửu u linh thân có một cái đặc tính, chỉ có thể tiếp nhận một lần linh hồn phụ thể. Nói cách khác, làm có người tiến vào qua cửu u linh thân, những người khác coi như giết trong đó linh hồn đạt được nó, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, bất quá trong lòng vẫn như cũ hoài nghi, cho dù như Băng Thải Vân nói tới, vậy bọn hắn cũng hoàn toàn có thể thừa dịp những người khác không sẵn sàng, lấy được cửu u linh thân a. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Băng Thải Vân liền tiếp tục giải thích vài câu, Tiêu Phàm mới sáng tỏ thông suốt. Ba hơi suy yếu thời gian, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trầm giọng nói cách khác, chỉ cần chống đối ba hơi thời gian, liền có thể còn sống rời đi cửu u địa ngục. Trên lý luận là vậy như thế, nhưng ai nguyện ý thay người khác chống đối ba hơi thời gian đây? Băng Thải Vân nhìn chăm chú trời cao Long Vũ, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Vậy cũng chưa chắc không được, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nói thầm, nếu là ở miếng vải này đưa một cái trận pháp, cái kia chưa chắc có thể ngăn không được ba hơi thời gian, đáng tiếc thời gian quá vội vàng. Ngăn trở 10-20 cái thánh tôn cảnh ba hơi thời gian, Tiêu Phàm tự tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, là hắn có thể đủ làm đến. Cứ theo đà này, đoán chừng không phải đánh nhau chết sống, mới có người có thể lấy được cửu u linh thân a. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài nói. Nếu là cửu u linh thân dễ dàng như vậy có thể có được liền tốt. Băng Thải Vân khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái. Nói dễ dàng, vậy cũng dễ dàng, chẳng phải ba hơi thời gian sao? Tiêu Phàm lại là tự tin cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên hướng về phía thất thải tế đàn bắn đi. Ngươi muốn chết sao? Băng Thải Vân thấy thế, sắc mặt đại biến. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm giờ phút này vậy mà lại xông vào thánh tôn cảnh chiến đoàn, đây quả thực là chán sống rồi. Ngươi cho rằng mặt khác thánh tôn cảnh chiến đấu, liền không có người sẽ chú ý ngũ thải tế đàn động tĩnh chung quanh sao?
Một khi có người tới gần ngũ thải tế đàn, những người khác tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Hơn nữa, coi như Tiêu Phàm lấy được cửu u linh thân, cũng tuyệt đối không có khả năng chống nổi cái kia 3 giây thời kỳ suy yếu. Chỉ là, băng thải vân không biết là, Tiêu Phàm cũng không có cướp đoạt cửu u linh thân ý tứ, mà là xuất hiện ở túy ông cách đó không xa. Lão sư, ta tới ngăn cản hắn, cho ngươi tranh đoạt 3 hơi thời gian. Tiêu Phàm trong bóng tối cho túy ông truyền âm nói, ngay sau đó lấy tay vung lên, một đạo quang mang trong nháy mắt cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Túy ông nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm lúc này vậy mà lại tới đây, hắn không phải là bị bản thân phong ấn sao? Phàm nhi, ngươi, túy ông sắc mặt biến hóa, giờ phút này, trong lòng của hắn cái chủng loại kia bất an càng ngày càng mãnh liệt, hận không thể Tiêu Phàm rời xa nơi đây. Chỉ là, khi hắn cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cái kia khí thế mạnh mẽ lúc, lời đến khóe miệng lại là cũng không nói ra được. Năm đó hắn, Tiêu Phàm đi tới chỗ nào, hắn đều có thể phù hộ lấy, không sợ Tiêu Phàm gây bất cứ phiền phức gì. Xem như sư tôn, túy ông không nghĩ Tiêu Phàm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà bây giờ túy ông mới hiểu được, Tiêu Phàm sớm đã không phải lúc trước tên mao đầu tiểu tử kia, hắn đã có thể chống đỡ lấy bản thân một mảnh bầu trời. Lão sư, tin tưởng ta, Tiêu Phàm thanh âm kiên định lạ thường, lách mình xuất hiện ở túy ông trước người. Tốt, túy ông cười cười, vậy thì do ta tới ăn cái này con cua. Nói xong, túy ông liền cực tốc hướng về ngũ thải tế đàn kích xạ đi. Gia Cát Thanh Huyền, người nghĩ phá hư quy tắc, muốn chết sao? Thanh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình nhào về phía túy ông, muốn ngăn trở túy ông đường đi. Đáng tiếc, hắn còn không có bán đi bước chân, Tiêu Phàm cũng đã che ở trước người hắn, một quyền nổ tung mà ra. Ở quả đấm của hắn ở giữa, lờ mờ lấp lóe lấy hỗn độn chi khí, hư không càng là truyền ra tiếng xé gió, bắt đầu mãnh liệt lay động. Đối diện Thanh Vũ con người co rụt lại, hắn chỉ cảm thấy một tòa ma nhạc chấn áp mà xuống, thiên địa đều dường như muốn hỏng mất một dạng. Vội vàng thời khắc, Thanh Vũ thúc giục toàn thân lực lượng, một quyền nghênh đón. Chẳng qua là khi quả đấm của hắn cùng Tiêu Phàm nắm đấm đụng vào nhau thời khắc, hắn liền hối hận. Thình thịch, ở Tiêu Phàm một quyền kia phía dưới, Thanh Vũ quyền cương bỗng nhiên nổ tung, hóa thành cuồn cuộn linh hồn năng lượng quét sạch tứ phương. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm tốc độ không giảm mảy may, lại đấm một quyền hung hăng nện ở trên lồng ngực của hắn. Thanh Vũ con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, kinh hãi nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được nhục thân. Nhục thân a, đây chính là cửu u địa vực hy hữu nhất tồn tại, hy hữu đến về căn bản không có khả năng xuất hiện. Phải biết, linh hồn chi thể thế nhưng là cửu u địa ngục duy nhất sinh linh, theo lý thuyết, cho dù là nhục thân công kích, cũng không thể làm bị thương linh hồn chi thể mới đúng. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm không những có chân chính nhục thân, hơn nữa còn cực kỳ cường đại, liền linh hồn chi thể đều có thể bị trọng thương, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Thanh Vũ trước tiên nghĩ tới là chạy trốn, có thể Tiêu Phàm nếu như cũng đã xuất thủ, lại làm sao có thể bỏ qua hắn đây. Nhìn thấy phân thân thái cổ công kích, đối linh hồn chi thể hữu hiệu, Tiêu Phàm cũng là âm thầm kinh hỉ. Không hổ là thái cổ hỗn độn thạch điêu khắc phân thân, ẩn chứa trong đó hỗn độn chi lực, vô luận nhục thân vẫn là linh hồn, đều có thể bị công kích đến. Chết, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, bá đạo quyền cương trực tiếp nghiền nát Thanh Vũ linh hồn chi thể, hắn chân linh trước tiên hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Tiêu Phàm muốn đuổi theo, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, túy ông đã nhanh muốn xông vào trong tế đàn, tiếp xuống thế nhưng là có 3 cái hô hấp thời kỳ suy yếu. Những người khác nhưng không biết giảng đạo lý, cho dù bọn họ rõ biết mình coi như giết túy ông, cũng không khả năng tiếp tục bám thân hắn lấy được cửu u linh thân. Nhưng là, bọn họ cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua túy ông. Dựa vào cái gì ngươi có thể có được nhục thân, mà chúng ta không chiếm được đây? Đám người trong lòng đều ôm tâm tư như vậy, cái này cũng là bọn hắn có cơ hội tới gần tế đàn, cũng không dám tùy tiện chiếm lấy cửu u linh thân nguyên nhân. Muốn có được cửu u linh thân, chỉ có giết chết hoặc là đuổi đi mặt khác thánh tôn cảnh cường giả, bằng không mà nói, bọn họ đều sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Làm Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy túy ông đã nhanh muốn tới gần ngũ thải tế đàn, thần sắc cũng biến thành hết sức ngưng trọng lên. Gia Cát Thanh Huyền, người muốn chết,
Quả nhiên, chân trời gầm lên một tiếng truyền ra, lại là tốt mấy bóng người điên cuồng hướng về Túy Ông đánh giết mà đến. Bọn họ đều đang sát sinh sát tử, lại làm sao có thể nhường Túy Ông nhặt một món hời lớn đây? Tiêu Phàm từ bỏ truy sát Thanh Vũ, cực tốc hướng về Túy Ông vị trí bay đi, Túy Ông có thể chống nổi ba hơi thời gian, cuối cùng còn phải dựa vào hắn, hắn không thể để cho Túy Ông xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Phế vật vô dụng, chân trời, Minh Tuyệt nhìn thấy Thanh Vũ trốn chạy chân linh, không khỏi lạnh rên một tiếng, cũng không chút do dự xông tới. Không chỉ là hắn, ngoài ra còn có mấy cái tu sĩ cũng giết tới đây, bọn họ không chiếm được cửu u linh thân, cũng sẽ không thả Túy Ông còn sống rời đi. Tám đại thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm nhìn lướt qua chung quanh thân ảnh, trong lòng khẽ run lên. Nguyên bản hắn cho rằng tối đa cũng thì có 4-5 cái thánh tôn cảnh đánh tới, thật không nghĩ đến, một lần đến 8 cái, cũng may Túy Ông đã xông vào trong tế đàn. Hắn trong lòng thầm mắng không thôi, không phải liền là một bộ cửu u linh thân sao, dù sao Túy Ông đã tiến vào, hơn nữa sáp nhập vào một bộ bên trong cửu u linh thân, cỗ này cửu u linh thân đối với hắn người hắn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù các ngươi lấy được thì đã có sao, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cửu u linh thân biến mất. Vẫn là tâm tư đố kỵ đang làm Túy A, bản thân không có được đồ vật, những người khác ai cũng đừng nghĩ lấy được. Danh con, chết cho ta. Minh Tuyệt nhận ra Tiêu Phàm, biểu tình dữ tợn giết tới. Tiêu Phàm giết hắn nhi tử Minh Vô Tình, lần trước Vân Linh lão nhân cầu tình, để Tiêu Phàm may mắn trốn qua một kiếp, một lần này, hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không buông qua Tiêu Phàm. Mặt khác 7 người nhìn thấy Minh Tuyệt thẳng hướng Tiêu Phàm, tất cả đều ngừng thân hình, sát khí nặng nề hướng về ngũ thải tế đài phía trên. Chỉ cần Túy Ông cùng cửu U Linh thân hòa làm một thể, bọn họ liền chuẩn bị đồng thời xuất thủ, chém giết Túy Ông. Lan, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, nơi nào sẽ e ngại Minh Tuyệt, vừa rồi cái kia thánh tôn cảnh cường giả, không phải là bị hắn một quyền đánh bể sao. Thời khắc này Tiêu Phàm, cảm giác thân thể tràn đầy một cỗ nổ tính lực lượng, đừng nói là Minh Tuyệt, chính là Vân Linh lão nhân, hắn cũng dám một trận chiến. Minh Tuyệt nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà chủ động đánh tới, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhìn qua càng ngày càng ngoan lệ lên. Trên người hắn phồng lên lấy phách tuyệt khí tức, muốn nhất kích tất sát Tiêu Phàm. Nhưng mà rất nhanh hắn liền không cười được, chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ một quyền giết ra, quyền cương liệt đấy, hư không lay động, ẩn ẩn có muốn phá vỡ dấu hiệu. Oanh một tiếng nổ mạnh, hai người quyền trưởng giao kích, năng lượng ba động khủng bố kém chút đem hư không đều cho xé thành hai nửa, mặt những người khác bộ đều bị cỗ này lực lượng áp có chút vặn vẹo. Làm sao có thể, Minh Tuyệt mở to hai mắt, cánh tay của hắn nổ tung, nhưng hắn tựa như hoàn toàn quên thống khổ, ngược lại vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi làm sao sẽ có được nhục thân. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân thể lấn người mà tiến, quyền cương trọng trọng nện ở Minh Tuyệt bờ vai bên trên. Nếu như không phải Minh Tuyệt chạy nhanh, đoán chừng hắn linh hồn chi thể đều phải nổ tung, mà không phải vẻn vẹn làm bị thương một cánh tay mà thôi. Nhục thân, những người khác nghe vậy, ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm. Đối với cửu u địa ngục người mà nói, nhục thân là tất cả mọi người bọn họ yêu cầu xa vời, thậm chí ngay cả nằm mơ đều muốn có được đồ vật. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm có được nhục thân, bọn họ lại làm sao có thể bình tĩnh đây? Không phải nhục thân, là thần điêu, có mắt nhọn thánh tôn cảnh nhìn ra, nhịn không được hoảng sợ nói. Thần điêu. Mặt khác chiến đấu thánh tôn cảnh cũng lấy lại tinh thần đến, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ cũng đều biết thần điêu chi thuật rất mạnh, có thể lại thế nào mạnh, cũng mạnh bất quá thánh tôn cường giả a. Nhưng mới vừa một màn kia, rất nhiều người thế nhưng là thấy rõ ràng, Tiêu Phàm một quyền đánh giết Thanh Vũ, chỉ còn lại có chân linh chạy trốn, về sau lại một quyền kém chút đánh bể Minh Tuyệt, đây quả thật là thần điêu có thể làm được sao? Là thần điêu. Hắn linh hồn cảnh giới chỉ có bán bộ thánh tôn cảnh. Lại có người trầm giọng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như gặp được trọng bảo một dạng. Giờ phút này, tất cả mọi người tựa như quên đi Túy Ông. Túy Ông đã sáp nhập vào cửu u linh thân, bọn họ cho dù giết Túy Ông, cũng không khả năng lấy được cái kia cửu u linh thân. Nhưng là, cái này thần điêu liền không giống nhau, cho dù giết Tiêu Phàm, thần điêu bọn họ cũng có thể tiếp tục sử dụng.
Tiêu Phàm nhìn thấy ánh mắt của mọi người rơi vào trên người mình, khẩn trương sau khi, trong lòng lại có chút mừng thầm. Chỉ cần bọn họ không đánh túy ông chủ ý, kiên trì ba hơi thời kỳ suy yếu, vậy mình làm tất cả chính là đáng giá. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có 10 phần đem ta ứng phó 8 đại thánh tôn cảnh cường giả, dù sao, hắn linh hồn chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh, hắn sở dĩ mạnh, là bởi vì phân thân thái cổ quá mạnh. Gia Cát Thanh Huyền đi ra, mấy người các ngươi đi giết hắn. Minh Tuyệt hung tợn hướng về mấy người nói. Hắn bị Tiêu Phàm cái này bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ trọng thương, trong lòng vô cùng khó chịu, hắn không những muốn giết Tiêu Phàm, tính cả túy ông đều không muốn buông tha. Ta xem ai dám, phân thân thái cổ xòe bàn tay ra, vô tận chi nhận lập tức rơi trong tay hắn, kinh khủng hung lệ đao khí bắn ra mà ra. Kim cốt đế thôn vệ nhiều như vậy linh hồn chi lực, coi như còn không có đột phá thánh tôn cảnh, đoán chừng cũng không xa. Hắn nhục thể, tuyệt đối đã không kém gì tôn giai pháp bảo, dù là chân chính thánh đế cảnh nhục thân đều có thể tùy tiện mở ra, lại càng không cần phải nói những linh hồn này chi thể. Giết! Minh Tuyệt có thể không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì kéo dài thời gian cơ hội, không chút do dự giết tới. Mà Tiêu Phàm cũng đúng là đang kéo dài thời gian, bởi vì lúc này, túy ông dung nhập bên trong cửu u linh thân, liền bị ngũ thải tế đàn lực lượng cho chấn động bay ra. Giết, những người khác thấy thế, cũng không chút do dự xuất thủ, 8 đại thánh tôn cảnh đồng thời xuất thủ, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Xa xa thế giới thánh tôn cảnh tu sĩ thấy thế, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Long Vũ dốc hết toàn lực muốn đánh bay vây công nàng hai người, có thể hai người kia thực lực cũng không thấp, căn bản thoát thân không ra. Ngược lại là có mấy người dục dịch, thiếu chút nữa thì nhịn không được xuất thủ. Đừng nói 10 cái thánh tôn cảnh, chính là lúc này cái này 8 cái thánh tôn cảnh, đã để Tiêu Phàm rất cảm thấy áp lực. Sinh tử luân hồi, mắt thấy 8 đại thánh tôn cảnh cường giả đã đánh tới, Tiêu Phàm nơi nào còn dám chần chờ. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Dưới chân hắn, bỗng tách ra một cái trận đồ màu đen, trận đồ hình thành từng đạo phức tạp trận văn gào thét tứ phương, phóng tới đến 8 đại thánh tôn cảnh cường giả trong nháy mắt bị giam ở trong đó. Đây là Tiêu Phàm mới nhất lĩnh ngộ ra trận đồ, mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, nhưng vây khốn bọn họ thời gian một hơi thở vẫn là đầy đủ. Tiểu vận mệnh thuật, cùng lúc đó, Tiêu Phàm lần nữa thi triển tiểu vận mệnh thuật. Một đạo bạch sắc quang mang từ 8 đại thánh tôn cảnh tu sĩ trên người nghiền ép mà qua. Tiểu vận mệnh thuật mặc dù nhất định phải thi thuật giả linh hồn chi lực mạnh hơn đối phương, điểm này Tiêu Phàm không cách nào làm đến, nhưng là, Tiêu Phàm thế nhưng là có được công kích linh hồn miễn dịch năng lực, bị phản vệ rất nhỏ bé. Đương nhiên, hắn có thể đủ suy yếu thánh tôn cảnh khí số cũng hết sức có hạn. Dù sao, đột phá thánh tôn cảnh, khí số đã ngưng tụ thành hình. Muốn xoát rơi rất khó khăn. Bất quá, hiệu quả vẫn phải có. Ta khí số, 8 đại thánh tôn cảnh cường giả sắc mặt biến hóa, bọn họ thế nhưng là thánh tôn cảnh A, khí số dung luyện linh hồn, người khác muốn tước đoạt thế nhưng là rất khó khăn A. Nhưng hiện tại, bọn họ khí số lại bị Tiêu Phàm xoát rơi, một khi linh hồn chi thể có thiếu, cảnh giới của bọn hắn đều có thể sẽ rơi xuống, cái này khiến bọn họ làm sao không sợ hãi. Tiêu Phàm tự nhiên không biết những cái kia thánh tôn cảnh sợ hãi trong lòng, hắn cho đến bây giờ, đều không biết cụ thể như thế nào mới có thể đột phá thánh tôn cảnh đây, cảm ngộ bản nguyên chi lực chỉ là một cái phương diện mà thôi. Không đợi đám người tránh thoát trận đồ trói buộc, Tiêu Phàm lại là một cái tiểu vận mệnh thuật, nguyên bản khí số hỗn loạn 8 đại thánh tôn cảnh, khí số trực tiếp thiếu một mảng lớn. Oanh, gần như đồng thời, Tiêu Phàm dưới chân trận đồ nổ tung. 8 đại thánh tôn cảnh biểu tình hung ác, bất quá ai cũng không dám tới gần Tiêu Phàm, ngược lại hướng về nơi xa thối lui. Thời gian một hơi thở, Tiêu Phàm đã kiên trì được. Đây là tiểu vận mệnh thuật, ta xem ngươi còn có thể thi triển mấy lần. Minh Tuyệt ngược lại là kiến thức rộng rãi, biết rõ tiểu vận mệnh thuật thi triển có rất lớn hạn chế. Hắn vừa mới lui lại, liền lần nữa vọt tới, sát khí bốc lên. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Mặt khác thánh tôn cảnh ngược lại là rất tốt ứng phó, chỉ có cái này Minh Tuyệt cùng thuốc cao ra chó một dạng. Tiêu Phàm thi triển tiểu vận mệnh thuật, lại là tối đa chỉ có thể thi triển 2 lần, nhưng mà này còn là hắn có được công kích linh hồn miễn dịch nguyên nhân, bằng không mà nói, hắn một lần cũng không thể thi triển. Dù sao, đối diện đều là thánh tôn cảnh cường giả,
tùy ý một cái linh hồn chi lực đều so với hắn hiếu thắng, đổi lại những người khác, căn bản liền không thể thi triển tiểu vận mệnh thuật. Nhìn thấy Minh Tuyển đánh tới, Tiêu Phàm ngược lại là không hoảng hốt không vội, chí ít, mặt khác bảy cái bán bộ thánh tôn cảnh có chút do dự. Chỉ cần kiên trì ba hơi thời gian, túy ông linh hồn cùng cửu u linh thân hoàn toàn dung hợp, túy ông liền có thể tùy thời rời đi giới này, coi như bọn họ muốn giết túy ông, cũng không thể nào làm được. Về phần hắn Tiêu Phàm, nếu như muốn đi, lấy tốc độ của hắn, cho dù Minh Tuyệt cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp hắn. Tu La đại thế giới. Mắt thấy Minh Tuyệt công kích tới gần, Tiêu Phàm lần nữa phóng thích đại chiêu, một cái to lớn huyết sắc tuyển qua đường vòng cung, điên cuồng rảo sát lấy hư không. Có thể điều động sát lục nguyên tuyển Tiêu Phàm, thi triển một lần này cổ thuật, uy lực bạo tăng, dù cho không thể chém giết Minh Tuyệt, cũng có thể cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Mà Tiêu Phàm cũng không có ỷ vào một chiêu này liền có thể muốn Minh Tuyệt mệnh, hắn hiện tại thủ đoạn mạnh nhất, vẫn là phân thân thái cổ. Hô, Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, chân hắn giẫm nghịch long đăng thiên bộ, vô tận chi nhận chán phóng từng đạo hung lệ đao cương, không ngừng ngăn cản Minh Tuyệt, Minh Tuyệt lại bị Tiêu Phàm chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Còn lo lắng cái gì, mau giết hắn, mắt thấy ba hơi thời gian sắp trôi qua, Minh Tuyệt càng ngày càng phẫn nộ rồi. Hắn đường đường trung phẩm thánh tôn, lại bị một cái bán bộ thánh tôn cảnh đè lên đánh, một hơi này, cái này khiến hắn làm sao không giận. Mặt khác bảy đại thánh tôn cảnh tu sĩ nhìn thấy Minh Tuyệt một người kéo lại Tiêu Phàm, cũng lớn gan lên, nhất là bọn họ cảm nhận được túy ông trên người cái kia như có như không khí thế, trong lòng bốc lên một cỗ vô danh hỏa. Bọn họ đánh sống đánh chết, cái gì đều không lấy được, dựa vào cái gì để túy ông lấy được cửu u linh thân đây? Đây là các người bức ta đó, tiểu vận mệnh thuật. Nhìn thấy đám người lần nữa đánh tới, Tiêu Phàm giống như bị điên, ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, một quyền hung hăng hướng về Minh Tuyệt nộ oanh đi. Lại là tiểu vận mệnh thuật, bảy đại thánh tôn cảnh dọa đến sắc mặt trắng bệch, dù cho Minh Tuyệt, cũng không chút do dự hướng phía sau thối lui. Nhưng Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, một quyền hung hăng nện ở Minh Tuyệt ngực, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Lực lượng linh hồn cuồn cuộn. Ngươi gạt ta, Minh Tuyệt tức giận gào thét, gào thét. Đã nói xong tiểu vận mệnh thuật đây, làm sao đột nhiên biến thành nắm đấm. Bảy đại thánh tôn cảnh tu sĩ cũng là biểu tình vẻ phẫn nộ, bọn họ thế nhưng là đường đường thánh tôn cảnh cường giả, lại bị một cái bán bộ thánh tôn cảnh tiểu tử đùa bỡn, cái này khiến bọn họ làm sao không tức giận đây. Thời gian ba cái hô hấp, đến. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không quay đầu lại nói, lão sư, người đi mau. Đối diện Minh Tuyệt đám người biểu tình vẻ không cam lòng, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, đồng dạng hướng về Tiêu Phàm phía sau túy ông, ai cũng không có xuất thủ. Tiêu Phàm nguyên bản đã làm xong liều mạng chuẩn bị, có thể thấy đám người vậy mà không nhúc nhích, trong lòng không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, túy ông đã một lần nữa ngưng tụ nhục thân, hơn nữa khôi phục thực lực đỉnh phong. Bọn họ muốn giết chết túy ông, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như chọc giận túy ông, gắt gao cuốn lấy bọn họ ai cũng đừng nghĩ lấy được còn dư lại bốn cỗ cửu u linh thân. Người đều lưu lại, ta như thế nào lại đi? Túy ông nhàn nhạt mở miệng, đi từng bước một đến Tiêu Phàm một bên, ngoạn vị nhìn xem đối diện Minh Tuyệt đám người nói, ai không muốn lấy được cửu u linh thân, đều có thể xuất thủ, ta cam đoan cho dù bỏ mình. Hắn cũng đừng hòng lấy được cửu u linh thân. Minh Tuyệt đám người sắc mặt hơi trầm xuống, túy ông mà nói có thể nói là uy hiếp trắng trợn, nhưng bọn hắn lại không thể không nhịn khí thôn tiếng. Phàm Nhi, chúng ta đi, một bên xem kịch vui. Nhìn thấy đám người trầm mặc, túy ông mỉm cười, dẫn đầu hướng về màn sáng giáp danh đi đến. Tiêu Phàm nhìn mấy người một cái, cũng đi theo túy ông bộ pháp rời đi. Bất quá hắn dư quang lại là nhìn xa xa Long Vũ một cái, tất nhiên túy ông đã được đến một bộ cửu u linh thân, vậy có phải có thể y dạng họa hồ lô, cho Long Vũ cũng đoạt một bộ đây? Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm vẫn là âm thầm hủy bỏ loại này ý nghĩ. Hắn cỗ này phân thân thái cổ tuy mạnh, có thể có mạnh hơn cũng ngăn không được mấy cái thánh tôn cảnh đồng thời công kích a. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không thể tiếp tục thi triển tiểu vận mệnh thuật. Căn bản uy hiếp không được thánh tôn cảnh cường giả. Đương nhiên, nếu như một đối một, hoặc là lấy một chọi hai, Tiêu Phàm vẫn là có tự tin.
vong ân phụ nghĩa đồ vật. Tiêu Phàm mới vừa đến Băng Thải Vân bên người, Băng Thải Vân vẻ mặt bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nổi giận nói. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn biết rõ Băng Thải Vân ý tứ, bản thân chỉ cấp Túy Ông cướp được một bộ cửu u linh thân, lại không có thay Long Vũ tranh đoạt. Nhưng lúc này loại tình huống này, hắn có thể thay Long Vũ tranh đoạt sao? Huống chi, hắn trước tiên thay sư tôn của mình cướp đoạt nhục thân, đây là vong ân phụ nghĩa sao? Tiêu Phàm không có phản bác, tựa như căn bản không nghe được nàng lời nói đồng dạng, hướng về một bên khác bay đi. Túy Ông vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm cùng Băng Thải Vân, hắn nhận biết Băng Thải Vân, lại không biết Tiêu Phàm lúc nào cùng Băng Thải Vân tiến tới với nhau. Người biết Vô Cực Ma Vương, Túy Ông tò mò nhìn Tiêu Phàm hỏi. Không biết, Tiêu Phàm lắc đầu, ngay sau đó đem hắn cùng Long Vũ sự tình nói đơn giản một lần. Ai ngờ Túy Ông sau khi nghe xong, trực tiếp tới một câu, cưới thần điện thần chủ đế phi làm thê, không tệ a. Tiêu Phàm mặt sạm lại, cái gì gọi là lấy thần điện thần chủ làm thê cũng không tệ rồi, lão bà của ta vẫn là cửu u ma chủ đồ đệ đây. Thực nếu nói, năm đại thế lực chi chủ, có thể cùng cửu u địa ngục chủ nhân so sánh sao? Vạn nhất cửu u ma chủ một ngày kia treo, cái này cửu u địa ngục còn không phải giao cho đồ đệ của mình. Nếu như vậy bàn về địa vị, hai người hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ tốt ha. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng sẽ không như vậy tới so sánh Diệp Thi Vũ cùng Long Vũ, một cái là vợ hắn, một cái chỉ là bạn hắn, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lão sư, người nói cuối cùng bốn cỗ linh hồn phân thân ai sẽ lấy được? Tiêu Phàm không biết làm sao Túy Ông, đành phải nói tránh đi. Túy Ông híp hai mắt nhìn phía xa chiến đấu, thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Minh Tuyệt hy vọng có lớn hay không đây? Tiêu Phàm lại nói. Căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, lại ở đâu ra hy vọng có lớn hay không? Túy Ông không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Làm sao sẽ? Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc nhìn xem Túy Ông. Minh Tuyệt thân làm năm đại thế lực chi chủ một cái, hơn nữa thực lực cũng là trong nhóm người này số một số hai một cái, theo lý thuyết hắn đoạt được cửu u linh thân hy vọng hẳn là đại tài nhất đúng a? Nhưng làm sao đến Túy Ông trong miệng, liền hoàn toàn nhận định Minh Tuyệt không chiếm được cửu u linh thân đây? Túy Ông không có cụ thể giải thích cái gì, chậm rãi nói, không chỉ hắn không chiếm được, Thiên Diện Nhân Vương, Thiên Uyên Quỷ Chủ, bọn họ hẳn là cũng không chiếm được. Nguyên bản ta cho rằng Đế Phi cũng không chiếm được, nhưng vừa rồi nghe được lời nói của ngươi, ta cảm thấy nàng ngược lại có khả năng rất lớn lấy được một bộ cửu u linh thân. Tiêu Phàm vẻ mặt choáng váng, đây là ý gì, làm sao lão sư như vậy chắc chắn đây? Hơn nữa, lão sư chiếm được cửu u linh thân, khôi phục thân thể, làm sao nhìn qua rất dáng vẻ không vui. Tiêu Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, có thể hỏi Túy Ông, Túy Ông lại không quá nguyện ý nói cho hắn. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác có chuyện không tốt muốn phát sinh. Trước đó Túy Ông cảm ứng được nơi này nguy hiểm, Long Vũ cũng đồng dạng cảm nhận được, Tiêu Phàm cũng không cho rằng đây là từ không sinh có. Chẳng lẽ còn sẽ có sự tình khác phát sinh? Tiêu Phàm trong lòng ngâm khẽ, hắn lại không thể không nhắc nhở bản thân, nhất định không thể phớt lờ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía xa xa chiến đấu. Bởi vì Túy Ông chiếm được một bộ cửu u phân thân duyên cớ, hiện tại chỉ còn lại bốn cỗ linh hồn phân thân, bọn họ không thể không giám sát chặt chẽ những người khác. Đồng thời, đám người cũng càng thêm liều mạng lên. Lúc trước Tiêu Phàm đào thải một cái, Túy Ông cũng coi là xuất cục. Có thể cái này còn thiếu rất nhiều. Hiện tại còn thừa lại chừng 20 cái thánh tôn cảnh, không có khả năng mỗi người đều chiếm được cửu u linh thân, nhất định phải đào thải 10 cái. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy Minh Tuyệt bị ba cái thánh tôn cảnh cường giả vây công thời khắc, khóe miệng có chút co lại, không khỏi thầm nói, xem ra, thực lực quá mạnh cũng không tốt lắm a. Nếu như không phải Minh Tuyệt là những người này mạnh nhất, hắn cũng sẽ không lọt vào ba cái thánh tôn cảnh vây công. Chiếu loại này tình thế xuống dưới, hắn thật đúng là như Túy Ông nói, chưa chắc có thể lấy được cửu u linh thân. Hỗn trướng, Đoan Mộc Khô, các ngươi dám nhằm vào bản đế. Minh Tuyệt bị đánh liên tục bại lui, hắn là mạnh, có thể mạnh cũng có hạn a, ở không liều mạng mệnh điều kiện tiên quyết, như thế nào ba cái thánh tôn cảnh cường giả vây công đối thủ. Minh Cốc Chủ, ngươi hiểu lầm chúng ta đây không phải nhằm vào ngươi, mà là bởi vì ngươi quá mạnh.
Đối diện Hắc Bào lão giả Đoan Mộc Khô cười híp mắt nói, hắn một mực đều ở nhằm vào Minh Tuyệt. Bản đế chính là liều cái mạng này, cũng sẽ không để ngươi lấy được cửu u linh thân. Minh Tuyệt giờ phút này cũng thật sự nổi giận, chiến càng điên cuồng lên. Khí tức kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, bỏ qua mặt khác hai cái thánh tôn cảnh, bay thẳng Đoan Mộc Khô đi. Đoan Mộc Khô lại là không hoảng hốt không vội, chậm rãi hướng phía sau thối lui, mà mặt khác hai cái thánh tôn cảnh thấy thế, lại là biểu tình hung ác chém về phía Minh Tuyệt. Cút ngay, Minh Tuyệt sắp tức đến bể phổi rồi, một quyền một cái, đánh bay hai cái kia thánh tôn cảnh. Ngươi nha, chẳng lẽ không thấy được lão tử muốn giết chết Đoan Mộc Khô sao, các ngươi hai cái tới góp đủ số làm cái gì? Nhưng mà một khắc sau, Minh Tuyệt lấy lại tinh thần, biểu tình kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Khô nói, ngươi là làm sao hàng phục hai người bọn họ? Minh Tuyệt không phải người ngu, thân làm Minh Tuyệt cốc cốc chủ hắn, ngược lại rất thông minh, bằng không cũng không khả năng ngồi lên vị trí này. Hai cái kia thánh tôn cảnh vậy mà bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng phải ngăn lại hắn. Bảo hộ Đoan Mộc Khô, hắn còn thế nào không minh bạch, hai cái này thánh tôn cảnh đã thần phục Đoan Mộc Khô. Đây chính là thánh tôn cảnh A, không phải là cái gì A Miêu A Cẩu. Dù cho lấy Minh Tuyệt thực lực, hắn nghĩ muốn hàng phục một cái thánh tôn cảnh, thế nhưng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thánh tôn cảnh có thánh tôn cảnh ngạo khí, có thể đạt tới như thế cảnh giới, đều tự nhận là không kém gì người, lại càng không cần phải nói bị người khác hàng phục. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, bọn họ chỉ là không quen nhìn ngươi mà thôi. Đoan Mộc Khô cười lạnh, hắn lại làm sao có thể thừa nhận cùng hai cái kia thánh tôn cảnh quan hệ đây? Nếu như những người khác biết rõ, hắn hàng phục hai cái thánh tôn cảnh, những người khác khẳng định đều sẽ cố ý nhằm vào hắn. Đừng nói lấy được cửu u linh thân, chính là còn sống rời đi đều chưa hẳn khả năng. Dù sao, ba cái thánh tôn cảnh cường giả, đã đủ để tùy tiện chúa tể thế lực lớn nhất. Hừ, bản tôn mặc kệ bọn hắn, miễn là ngươi chết là đủ rồi. Minh Tuyệt trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lần nữa lách qua hai cái kia thánh tôn cảnh, nhào về phía Đoan Mộc Khô. Đoan Mộc Khô nhíu mày, hắn âm thầm hối hận, vừa rồi không nên để hai cái kia thánh tôn cảnh xuất thủ. Hắn cho dù không địch lại Ngưng Tuyệt, có thể Minh Tuyệt muốn giết hắn, cũng là không thể nào. Mà bây giờ, Minh Tuyệt lại là hết hy vọng muốn giết chết hắn. Cho dù ba người bọn họ hợp lực có thể giết chết Minh Tuyệt, vậy cũng tuyệt đối sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Minh Tuyệt, ngươi đừng cho rằng lão hủ sợ ngươi. Đoan Mộc Khô cũng tức giận rồi. Hắn dù sao cũng là hạ phẩm thánh tôn, Minh Tuyệt nhưng đã chết tâm muốn giết hắn, hơn nữa còn một bộ muốn giết cứ giết dáng vẻ, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Dù sao ngươi nhất định phải chết, Minh Tuyệt cười giận dữ, tựa như giết chết Minh Tuyệt căn bản không phải chuyện lớn gì một dạng. Hắn công kích cực kỳ bá đạo, tốc độ cũng tấn mãnh hết sức, giết Đoan Mộc Khô liên tục bại lui. Đoan Mộc Khô sắc mặt cực kỳ khó coi, sát khí nặng nề nói, Minh Tuyệt, ngươi cho rằng Vân Linh chết rồi, trong thiên hạ thật không có người là đối thủ của ngươi sao? Tượng đất đều có ba phần hỏa khí, hắn đường đường thánh tôn cảnh, lại có thể bị người muốn giết cứ giết. Chí ít ngươi không phải bản tôn đối thủ, Minh Tuyệt vẻ mặt tự tin nói. Có đúng không, giết hắn. Đoan Mộc Khô không tin tà. Chỉ thấy hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, mặt khác hai cái thánh tôn cảnh đột nhiên lấy ra hai kiện pháp bảo, khí tức trên thân cũng trong nháy mắt kéo lên không ít. Đoan Mộc Khô càng là ẩn ẩn có loại muốn đột phá trung phẩm thánh tôn tư thế, bất quá luôn luôn còn kém như vậy một chút. Minh Tuyệt chỗ nào vẫn không rõ, Đoan Mộc Khô bọn họ vừa mới một mực ẩn giấu thực lực. Nghĩ vậy, Minh Tuyệt lạnh cả tim, còn tốt bản thân không có khinh thường bọn họ. Bằng không mà nói, bản thân làm sao chết cũng không biết. Khó trách Đoan Mộc Khô một mực nhằm vào hắn, nguyên lai hắn có sức mạnh như vậy. Càng là như thế, Minh Tuyệt trong lòng sát ý càng tăng lên, những người khác Minh Tuyệt không để trong lòng, cũng chưa từng xem như đối thủ cạnh tranh, dù sao bây giờ còn có bốn cỗ cửu u linh thân, lấy hắn thực lực, bất kể như thế nào đều có thể có được một bộ. Nhưng là, nhìn thấy Đoan Mộc Khô ba người bọn họ thủ đoạn, Minh Tuyệt trong lòng không thấy ngọn nguồn. Nếu là bị Đoan Mộc Khô ba người sáng tạo, hắn muốn có được cửu u linh thân, vậy liền cơ hội mong manh. Muốn có càng lớn nắm chặt đến một bộ cửu u linh thân, liền phải giết chết Đoan Mộc Khô ba người bọn họ. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang rung trời từ trên cao truyền đến, chiến thiên băng địa liệt, càn khôn điên đảo,
so với bốn người bọn họ chiến đấu, những địa phương khác chiến đấu nhất định chính là như chơi đùa. Người bình thường đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, chỗ nào bị vô số lỗ đen bổ khuyết. Ngắn ngủi điên cuồng về sau, hư không khôi phục bình tĩnh, bốn phía bán bộ thánh tôn cảnh toàn bộ đều kinh ngạc nhìn không chung, muốn biết chiến đấu đệ nhất kết quả. Mặt khác mấy chỗ chiến đấu cũng tạm thời ngừng lại, biểu tình ngưng trọng nhìn xem Minh Tuyệt cùng Đoan Mộc Khô bọn họ chiến đấu vị trí. Chỉ chốc lát sau, hư vô loạn lưu biến mất, khắp nơi khôi phục bình tĩnh, đám người lại là không kiềm hãm được trợn to hai mắt. Chỉ thấy không chung, Minh Tuyệt quỳ một chân xuống đất, biểu tình dữ tợn nhìn xem đối diện hai đạo bóng người, Đoan Mộc Khô quanh thân trán phóng một cỗ hoang vu lực lượng. Mà bên cạnh hắn một cái thánh tôn cảnh, hồn thể như ẩn như hiện, tựa như tùy thời có thể biến mất một dạng. Lưỡng bại câu thương, đám người kinh ngạc không thôi. Bọn họ vốn cho là Minh Tuyệt toàn lực ứng phó, mới có thể tùy tiện chém giết Đoan Mộc Khô ba người bọn họ. Nhưng mà sự thật lại vượt xa dự liệu của bọn hắn, Minh Tuyệt vẻn vẹn chém giết một người, đả thương nặng hai người, mà chính hắn cũng bị cực lớn trọng thương. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng ngay cả đứng đều đứng không vững. Minh Tuyệt, người thực tự cho là vô địch thiên hạ sao? Đoan Mộc Khô mặt âm trầm, hắn liều mất một cái thánh tôn cảnh mới trọng thương Minh Tuyệt, trong lòng vô cùng khó chịu. Thánh tôn cảnh, đây chính là cửu u địa ngục đỉnh cấp lực lượng A, bản thân thật vất vả thu phục hai người, đây chính là hắn to lớn át chủ bài, bây giờ vậy mà chết một người. Nguyên bản Đoan Mộc Khô đối cửu u linh thân tình thế bắt buộc, nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn cũng mất quá lớn lực lượng. Dù cho hắn thực giết Minh Tuyệt, mặt khác thánh tôn cảnh còn mắt lom lom nữa, có lẽ tiếp xuống gặp vây công chính là hắn, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Bản tôn không phải vô địch thiên hạ, nhưng là không phải ngươi có thể địch. Minh Tuyệt cười âm hiểm một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. À nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh khiếu, lại là Minh Tuyệt cách đó không xa cái kia thánh tôn cảnh cường giả, bỗng bị một chuôi tế kiếm xuyên thủng mi tâm. Ở sau lưng hắn, đứng đấy một đạo áo bào đen thân ảnh, bọc lấy áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn vừa mới bị Minh Tuyệt gây thương tích, linh hồn chi thể đều cơ hồ muốn tiêu tán, bây giờ phải bị người khác đánh lén, chỗ nào còn có thể kiên trì được. Chỉ thấy hắn linh hồn chi thể bỗng nổ tung, liền chân linh cũng không kịp đào tẩu. Ngay sau đó, cái kia bàng bạc linh hồn năng lượng, tất cả đều bị hắc bào nhân kia một ngụm nuốt xuống. Hắc bào nhân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền trốn vào sơn lâm bên trong, không thấy bóng dáng. Thần Phong Minh Vương, có người nhận ra hắc bào nhân kia thân phận, chính là Minh Tuyệt Cốc bảy đại Minh Vương đứng đầu Thần Phong Minh Vương. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Thần Phong Minh Vương thực lực vậy mà như thế cường đại, liền thánh tôn cảnh đều có thể ám sát, coi như không phải chân chính thánh tôn cảnh, vậy cũng chênh lệch không xa. Đám người một trận ngạc nhiên. Mà Đoan Mộc Khô thì là giết lên ngập trời, hai đại thánh tôn cảnh thuộc hạ, chiếm lấy cửu u linh thân át chủ bài, vậy mà liền không thấy. Hắn làm sao biết, Thần Phong Minh Vương cũng là Minh Tuyệt to lớn át chủ bài, chỉ là lá bài tẩy của hắn hơi thua một bậc mà thôi. Tốt, 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 Đoan Mộc Khô thanh âm khàn khàn, vô cùng băng lãnh, quanh thân càng là hàn khí bắn ra bốn phía, sát khí nặng nề nói, lão hủ liền là vậy không đến cửu u linh thân, cũng muốn ngươi mệnh. Đoan Mộc Khô hai đại thánh tôn cảnh thuộc hạ bị Minh Tuyệt giết chết, hắn triệt để tức giận, cùng Minh Tuyệt bắt đầu liều mạng. Hư không chiến oanh long rung động, năng lượng cuồng bạo chấn động, chấn thương không ít thánh tôn cảnh tu sĩ. Gần như đồng thời, mặt khác thánh tôn cảnh cường giả cũng chiến càng điên cuồng lên lên, ngẫu nhiên sẽ còn vẫn lạc một cái thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm bọn họ lại không có để ý trời cao chiến đấu, mà là hướng về trước đó Thần Phong Minh Vương thoát đi phương hướng. Thật lâu thất thần. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình không để ý đến cái gì, nơi này trừ bỏ thánh tôn cảnh cường giả, còn có thật nhiều bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ. Vừa mới liền xuất hiện bán bộ thánh tôn cảnh chém giết thánh tôn cảnh một màn, đưa qua phía dưới sẽ hay không xuất hiện bán bộ thánh tôn cảnh đoạt được cửu u linh thân sự tình đây. Dù cho xuất hiện, Tiêu Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, Đoan Mộc Khô đều có thể ẩn giấu thực lực. Những người khác ẩn giấu thực lực cũng rất bình thường. Các ngươi nhìn, cửu u linh thân bắt đầu trở nên mơ hồ. Đột nhiên, có người kêu lên sợ hãi, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Đám người ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên thấy ngũ thải tế đàn phía trên bốn cỗ cửu u linh thân, năng lượng bắt đầu tiêu tán, ẩn ẩn có loại muốn tiêu tán xu thế. Những cái kia thánh tôn cảnh cường giả thấy thế, tất cả đều trở nên hết sức điên cuồng lên. Lần này nếu như bỏ qua cơ hội, ai biết năm nào tháng nào mới có thể có được cửu u linh thân a. Nghĩ vậy, một đám thánh tôn cảnh khí thế trên người nhao nhao kéo lên, bọn họ lại cũng không còn che giấu, xuất thủ cũng càng ngày càng lăng lệ quyết đoán. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn tiết kiệm nhiều thời gian hơn, chém giết mặt khác thánh tôn cảnh, hoặc là trọng thương bọn họ. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có cơ hội lấy được còn dư lại bốn cỗ linh hồn phân thân. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, thì có một cái thánh tôn cảnh tu sĩ bị những người khác vây công chí tử, linh hồn chi thể tiêu tán, chân linh lại không biết bóng dáng. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người át chủ bài ra hết, mỗi một lát nữa, thì có thánh tôn cảnh vẫn lạc. Cái thứ năm, cái thứ sáu, Tiêu Phàm đứng ở Túy Ông bên người, còn người lại là hướng về ở đây tất cả thánh tôn cảnh cường giả, nhìn thấy đường đường thánh tôn cảnh cường giả vẫn lạc, trong lòng của hắn cũng 10 điểm cảm khái. Đây chính là thánh tôn cảnh A, cho dù là bọn họ không có chân chính nhục thân, nhưng để ở thái cổ thần giới, đó cũng là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng hiện tại, lại có nhiều như vậy thánh tôn cảnh cường giả chết ở trước mắt. Thánh tôn cảnh, còn chưa đủ mạnh, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Cũng không phải hắn thực cho rằng thánh tôn cảnh không đủ mạnh, mà là thánh tôn cảnh còn chưa tới chúa tể chính mình vận mệnh cấp độ, chỉ ít hiện tại đến xem chính là như thế. Bọn hắn thực lực, cùng thân làm cửu u địa ngục chi chủ cửu u ma chủ, chênh lệch nhiều lắm. Nói câu khó nghe, bọn họ cũng chỉ là cửu u ma chủ nuôi nhốt run dế mà thôi. Cửu u ma chủ muốn giết bọn hắn, cơ hồ chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Ta từ bỏ, ta rời khỏi, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ trên cao truyền đến, thánh tôn cảnh cường giả dĩ nhiên muốn có được nhục thân rời đi cửu u địa ngục, nhưng bọn hắn càng thêm thích mệnh. Nếu như lưu lại nơi này, đừng nói lấy được cửu u linh thân, có thể hay không còn sống rời đi đều không biết. Miễn là còn sống rời đi, một lần này không cách nào thành công, lần tiếp theo chưa hẳn không có cơ hội. Bọn họ không biết là, những cái kia chết đi thánh tôn cảnh biến thành linh hồn năng lượng, tất cả đều lặng lẽ hướng về một cái góc tràn ngập đi. Cái kia xó xỉnh bên trong, vừa lúc đứng đấy Như Hy cùng băng thiền công chúa đám người, bất quá, những linh hồn này năng lượng, cũng là bị đầu trâu mặt ngựa nuốt, hai người không biết khi nào trên mặt đất ngủ thiếp đi, phát ra nhỏ nhẹ ngáy mũi tiếng. Như Hy, băng thiền công chủ cùng hắc hổ quỷ vương ba người tất cả đều tụ tinh hội thần hướng về trời cao chiến đấu, cũng không phát hiện hai người biến hóa. À, mấy tiếng kêu thảm từ trên cao truyền đến, những cái kia chuẩn bị từ bỏ chiến đấu thánh tôn cảnh cường giả bất hạnh bị những người khác công kích ngoài ý muốn chém giết. Thời khắc này chiến đấu đã không còn là một đối một chiến đấu, mà là một đám thánh tôn cảnh loạn chiến, dù cho ngươi nguyện ý từ bỏ, cũng chưa hẳn có thể sống sót. Chỉ một lát sau thời gian, lại vẫn lạc ba cái thánh tôn cảnh, chỉ có hai cái trọng thương mà chạy. Ở đây thánh tôn cảnh, chỉ còn lại có 8 người. 8 người vừa chạm vào tức mở, đứng ở mấy cái phương hướng, cùng nhìn nhau lấy. Còn thừa lại 4 cỗ cửu u linh thân, chúng ta còn có 8 người, riêng phần mình chọn một cái đối thủ, giết chết đối phương, thắng được người, liền có thể có được một bộ cửu u linh thân, làm sao? Minh Tuyệt vẫn như cũ còn sống, trung phẩm thánh tôn thực lực xác thực không phải ăn chay. Bất quá, Đoan Mộc Khô cũng đồng dạng còn chưa chết, hắn thực lực cho dù không phải trung phẩm thánh tôn, cũng cơ hồ không có quá nhiều chênh lệch. Bằng không mà nói, hắn cũng không khả năng cùng Minh Tuyệt chém giết lâu như vậy, hơn nữa còn từ trong loạn chiến sống sót. Tốt, có thể, cách đó không xa, Thiên Uyên quỷ chủ cùng một cái đeo mặt nạ nam tử không chút do dự gật gật đầu, đối thực lực bản thân tràn đầy tự tin. Hai người này không phải người khác, chính là Thiên Uyên quỷ chủ cùng Thiên Diện Nhân Vương, hai người thân làm năm đại thế lực chi chủ, có thể sống sót. Cũng là bình thường. Chỉ là, hai người này có thể là có tiếng cửu nhân, giờ phút này vậy mà thống nhất ý kiến, thật sự là quỷ dị. Đế Phi, người đây, Minh Tuyệt vừa nhìn về phía Long Vũ nói. Ta không ý kiến, Long Vũ mặt không thay đổi hồi đáp. Minh Tuyệt ý tứ hắn biết rõ, bọn họ 4 đại thế lực chi chủ, mỗi người giết một người là đủ rồi,
cuối cùng bốn người bọn họ liền có thể thành công chiếm lấy cửu u linh thân. Về phần Đoan Mộc Khô bọn họ có nguyện ý hay không, Minh Tuyệt căn bản sẽ không quan tâm, trong mắt hắn, dù sao Đoan Mộc Khô bốn người đã là một đám người chết. Đoan Mộc Khô, xem ra ngươi còn phải chết. Minh Tuyệt nhe răng cười một tiếng, hắn thời khắc này trạng thái không phải đặc biệt tốt, không thích hợp quần chiến, nhưng đơn đả độc đấu lại là không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, hắn quả thật rất muốn giết chết Đoan Mộc Khô, kém chút hỏng hắn kế hoạch. Chết có thể là ngươi. Đoan Mộc Khô không hề sợ hãi, hắn kỳ thật cũng rất ưa thích loại này lựa chọn. Có đúng không? Minh Tuyệt tà tà cười một tiếng, ngay sau đó lấy tay vung lên. Hô hô, lần lượt từng bóng người đột nhiên từ đằng xa kích xạ mà tới, rơi vào Minh Tuyệt sau lưng, chỉ ít 10 người, tất cả đều là bán bộ thánh tôn cảnh tu vi. Người cầm đầu không phải người khác, chính là trước đó tập sát Đoan Mộc Khô một cái thánh tôn cảnh thuộc hạ thần Phong Minh Vương. Đoan Mộc Khô thấy thế, lập tức mặt âm trầm, tựa như so ăn chuột chết còn khó chịu hơn. Nếu là bình thường, hắn há lại sẽ đem một đám bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ để ở trong mắt, nhưng là bây giờ, hắn thương thế cực nặng, mười mấy bán bộ thánh tôn cảnh, đều bị hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi nhìn về phía Túy Ông nói, lão sư, ngươi không phải nói, Minh Tuyệt không chiếm được cửu u linh thân sao, dựa theo hiện tại tình thế này. Tiêu Phàm không có đem lời nói xong, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng, Minh Tuyệt 89 phần 10 có thể có được một bộ cửu u linh thân. Vậy cũng chưa hẳn, Túy Ông híp hai mắt nhìn phía xa, vẫn như cũ ngữ khí chắc chắn nói. Cho bản tôn giết bọn hắn, gần như đồng thời, xa xa Minh Tuyệt ra lệnh một tiếng, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Phốc phốc, nhưng mà, lời còn chưa dứt, một đạo lợi mang bỗng xuyên thủng đầu của hắn. Một chuôi tế kiếm từ mi tâm của hắn túa ra đi, Minh Tuyệt nụ cười im bặt mà dừng, thân thể đều run rẩy kịch liệt lên. Những người khác nhìn thấy một màn này, cũng tập thể nghẹn ngào. Bất thình lình một màn, chấn kinh toàn trường. Cho dù là Đoan Mộc Khô, cũng trợn tròn mắt, còn cho rằng mắt mình hoa. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tụ tập ở Minh Tuyệt sau lưng đạo thân ảnh kia phía trên, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lại là thần Phong Minh Vương. Có người kinh hô không thôi. Thần Phong Minh Vương, đây không phải là Minh Tuyệt thuộc hạ đệ nhất Minh Vương sao, hơn nữa Minh Tuyệt thường xuyên đem hắn mang theo trên người, hắn hẳn là trung thành tuyệt đối mới đúng a, tại sao sẽ đột nhiên tập sát Minh Tuyệt đây? Đừng nói đám người không tin, Minh Tuyệt bản thân càng là không tin. Đương nhiên, loại này không tin cũng không phải là hắn tin tưởng thần Phong Minh Vương, mà là hắn ở thần Phong Minh Vương trên người bọn họ động tay động chân. Chỉ cần bọn họ muốn giết hắn, Minh Tuyệt là tuyệt đối không có khả năng không phát hiện được. Hơn nữa, coi như hắn Minh Tuyệt bị giết chết, thần Phong Minh Vương bọn họ cũng muốn chôn cùng hắn. Nhưng hiện tại, giết hắn lại đúng là thần Phong Minh Vương, cái này khiến Minh Tuyệt có chút không dám tin tưởng. Thần Phong, ngươi vì sao? Minh Tuyệt chỉ cảm giác mình linh hồn chi lực nhanh chóng sói mòn, bị thần Phong Minh Vương thông qua cái kia tế kiếm rút ra thôn phệ. Hắn cơ hồ đã mất đi sức phản kháng, nhưng trong lòng vẫn như cũ tràn ngập không cam lòng. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Minh Tuyệt cũng không có gầm thét gào lớn, ngược lại 10 điểm bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút đáng sợ. Có lẽ hắn cũng biết, bản thân không có hồi thiên chi lực, nhưng hắn muốn biết, mình rốt cuộc một bước nào đi nhầm, vậy mà lại bị thuộc hạ của mình giết chết. Giết ngươi lý do còn thiếu sao? Thần Phong Minh Vương mở miệng, thanh âm có chút tang thương. Nhưng cực kỳ bình tĩnh. Đám người theo dõi hắn bóng lưng, bọn họ đều muốn biết rõ, cái kia dưới hắc bào phương, ẩn giấu là một tấm như thế nào khuôn mặt. Nếu như ngươi là muốn biết ta vì sao có thể giết ngươi. Thần Phong Minh Vương mở miệng lần nữa, nói ta ngược lại là có thể nói cho ngươi, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có bị ngươi khống chế. Phốc phốc, nói xong, thần Phong Minh Vương trường kiếm trong tay cũng rút ra. Minh Tuyệt linh hồn chi thể một phân thành hai, liên thông chân linh bị chém giết. Minh Tuyệt chí tử cũng không nghĩ đến, chính hắn vậy mà lại chết ở một cái thuộc hạ trong tay. Vì sao, Tiêu Phàm thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Túy Ông. Hắn vừa mới còn cho rằng Minh Tuyệt tất nhiên sẽ lấy được một bộ cửu u linh thân, có thể Túy Ông lại hết sức chắc chắn Minh Tuyệt không chiếm được. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm hoài nghi. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến,
tất cả những thứ này vậy mà thành sự thật. Minh Tuyệt đã chết, người chết, tự nhiên là không thể nào lấy được cửu u linh thân. Chẳng lẽ Túy ông có thể đoán trước tương lai? Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu hiện lên một loại khả năng, kia liền là Túy ông trước kia cũng giống như hắn, thấy qua tương lai nào đó một hình ảnh. Bởi vì, hắn cũng không phải là biến số. Túy ông hít sâu một cái nói. Biến số, Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu, có thể Túy ông lại không có nói tiếp ý tứ. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn ghét nhất Túy ông loại này sâu vị khẩu ngữ, mặc dù hắn biết rõ Túy ông là vì tốt cho hắn. Chiếu lão sư lời nói mà nói, chỉ có biến số mới được cửu u linh thân sao? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, đột nhiên thật sâu nhìn Túy ông một cái, chẳng lẽ lão sư cũng là biến số? Nghĩ đến Túy ông trước đó cảm nhận được nơi này có một loại đại nguy hiểm, có lẽ cũng bởi vì Túy ông là một cái biến số. Chờ, rốt cuộc là thánh tôn cảnh mới có thể cảm nhận được cỗ kia nguy hiểm? Hay là biến số mới có thể cảm nhận được nguy hiểm? Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trời cao Long Vũ. Hắn còn nhớ rõ, Long Vũ cũng có thể cảm ứng được loại kia khí tức nguy hiểm, nói cách khác, Long Vũ cũng là biến số. Hô, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bên cạnh hắn cách đó không xa băng thải vân bỗng đạp không mà lên, bay thẳng Long Vũ vị trí đi. Công chúa, ta ngăn lại hắn. Băng thải vân hét lớn một tiếng, trên người chán phóng hết sức cuồng bạo khí tức, ẩn ẩn có loại muốn vượt qua bán bộ thánh tôn cảnh tư thế. Chẳng lẽ nàng muốn lâm trận đột phá? Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu thật là dạng này, cái kia Long Vũ lấy được một bộ cửu u linh thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hắn tiến lên một bước, muốn xuất thủ, lại bị Túy ông kéo lại bả vai, lắc lắc đầu nói, ngươi không cần tham dự. Lão sư, Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu. Đây chính là Long Vũ A, hiện tại thật vất vả cơ hội tới, chẳng lẽ mình trơ mắt cơ hội này sói mòn. Tin tưởng ta, Túy ông vô cùng trịnh trọng gật đầu nói. Tiêu Phàm biết rõ Túy ông sẽ không hại bản thân, cuối cùng đành phải khẽ cắn môi, áp chế xung động trong lòng. Ầm ầm, lúc này, từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh từ trên cao truyền đến, Tiêu Phàm ánh mắt cưỡng ép từ Long Vũ cùng băng thải vân trên người rời, nhìn về phía Thần Phong Minh Vương. Thần Phong Minh Vương chém giết Minh Tuyệt về sau, một ngụm nuốt vào hắn linh hồn năng lượng, ngay sau đó để mặt khác một đám bán bộ thánh tôn cảnh ngăn lại Đoan Mộc Khô. Mà chính hắn, lại xông vào màn ánh sáng năm màu bên trong, cùng một bộ cửu u linh thân hòa thành một thể. Những người khác nhìn thấy, chỉ có thể âm thầm hâm mộ, đồng thời cũng vì Đoan Mộc Khô cùng Minh Tuyệt cảm thấy tiếc hận. Bây giờ bọn họ tổ này cửu u linh thân bị một cái bán bộ thánh tôn cảnh lấy được, Đoan Mộc Khô tự nhiên đã mất đi cơ hội. Bất quá so với Minh Tuyệt mà nói, Đoan Mộc Khô xem như may mắn, chí ít hắn không có tử vong. Mà Minh Tuyệt trước khi chết chế định quy tắc, càng là ngăn lại mặt khác ba tổ người tập sát Thần Phong Minh Vương ý nghĩ. Đến mức để Thần Phong Minh Vương thành công giữ vững được ba hơi thời kỳ suy yếu. Danh con, lão tử muốn làm thịt ngươi. Đoan Mộc Khô giận tím mặt, mắt thấy sắp tới tay cơ hội lại bị một cái bán bộ thánh tôn cảnh tiểu tử đoạt đi, cái này khiến hắn triệt để điên cuồng. Hắn đã không cố được đám kia bán bộ thánh tôn cảnh vây công, chỉ muốn giết Thần Phong Minh Vương. Hừ, khôi phục thân thể Thần Phong Minh Vương lạnh rên một tiếng, đạp không một kiếm nghênh đón. Chỉ thấy một dải lụa xẹt qua hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Đoan Mộc Khô trước người. Phốc suy một tiếng, một kiếm xuyên qua Đoan Mộc Khô ngực. Đoan Mộc Khô tức giận gào thét một tiếng, không thể không hướng phía sau thối lui, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, căn bản không phải Thần Phong Minh Vương đối thủ. Cái thứ hai biến số, Túy ông tự lẩm bẩm, ngữ khí càng ngưng trọng thêm lên. Biến số sao? Tiêu Phàm con người ngưng tụ ở Thần Phong Minh Vương trên người, hắn luôn cảm thấy cái này bóng lưng rất quen thuộc, nhưng hắn liền là nghĩ không ra người này là ai. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa chuyển hướng Long Vũ. Băng thải vân thay nàng chặn lại đối diện thánh tôn cảnh, Long Vũ cũng không chậm trễ chút nào phóng tới ngũ thải tế đàn. Bất quá, băng thải vân vẫn là đánh giá quá cao bản thân, thực lực của nàng quả thật không tệ. Vẫn như trước bị cái kia thánh tôn cảnh một quyền đánh bay ra ngoài, linh hồn chi thể đều kém chút đánh bể. Long Vũ thấy thế, đành phải nửa đường mà trở lại, lần nữa cùng cái kia thánh tôn cảnh chém giết cùng một chỗ. Bị thương băng thải vân cũng không có ý tứ buông tha, bất quá hắn cũng không có tiếp tục xuất thủ,
mà là hướng về xa xa băng thiền cung chủ vị trí bay đi. Tiêu Phàm nhìn thấy băng thải vân thẳng hướng băng thiền cung chủ, con người hơi hơi lạnh lẽo. Những ngày qua, băng thiền công chúa một mực bảo hộ lấy Như Hy, hắn tự nhiên không thể nhìn thấy băng thiền công chúa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá, làm Tiêu Phàm nghe được băng thải vân lời nói thời khắc, lại là đột nhiên ngừng lại thân hình. Chỉ thấy băng thải vân đứng ở băng thiền công chúa cách đó không xa, kiên quyết nói, thay công chúa ngăn trở người kia, linh hồn phân thân ta trả lại ngươi. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, băng thải vân vậy mà lại chủ động từ bỏ linh hồn phân thân, chỉ vì để Long Vũ lấy được cửu u linh thân. Cái này băng thải vân không khỏi cũng đối Long Vũ quá tốt rồi a. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm hồ nghi. Mặc dù nói Long Vũ lúc trước cứu băng thải vân một mạng, có thể người bình thường vẫn như cũ không thể là vì ân nhân đến liều mạng cấp độ. Mà băng thải vân trung thành tuyệt đối không nói, nàng đối Long Vũ an nguy, cơ hồ là dùng mệnh ở giữ gìn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản, giúp Long Vũ lấy được cửu u linh thân, đây cũng là nội tâm hắn ý nghĩ. Băng thiền cung chủ không nghĩ tới băng thải vân vậy mà lại chủ động đem linh hồn phân thân trả lại hắn, ở sâu trong nội tâm khẽ run lên, con người bên trong hiện lên một vòng tha thiết. Nhưng mà, nàng biết rõ băng thải vân cường đại, nếu để cho hai cỗ linh hồn phân thân hòa làm một thể, vạn nhất bị băng thải vân tính toán đây. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta chân linh sẽ rời đi linh hồn phân thân. Băng thải vân hiển nhiên nhìn ra băng thiền cung chủ lo lắng, trầm giọng nói. Đừng nói băng thiền cung chủ sẽ lo lắng, đổi lại những người khác cũng đồng dạng sẽ lo lắng. Băng thải vân thực lực thế nhưng là so băng thiền cung chủ mạnh, nếu như linh hồn phân thân hòa làm một thể, băng thải vân chân linh mài đi mất băng thiền cung chủ chân linh đây. Băng thiền cung chủ không phải người ngu, tự nhiên minh bạch không thể quá sảng khoái đáp ứng. Tốt, một lần này, băng thiền cung chủ lại là gật đầu một cái, nàng cũng cực kỳ tha thiết bản thân thực lực có thể càng tiến một bước, năm đó không làm được sự tình, hiện tại nhất định phải làm đến. Hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn, băng thải vân gật đầu cười một tiếng, ngay sau đó thân thể của nàng bỗng ngã xuống, một đạo bạch sắc quang mang từ đỉnh đầu nàng bắn ra. Cùng lúc đó, băng thiền cung chủ thân hình khẽ động, cùng băng thải vân thân thể hòa làm một thể. Oanh! Hai người thân thể vừa mới đụng vào, một cỗ hết sức cường hoành khí tức bá đạo khuấy động mà ra, bốn phía sơn phong đều bị cái này khí thế kinh khủng quét ngang, cự thạch lăn xuống, ầm ầm không dứt. Thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn băng thiền cung chủ. Liền đột phá thánh tôn cảnh, chẳng lẽ đột phá thánh tôn cảnh dễ dàng như vậy? Rất nhanh Tiêu Phàm liền bình thường trở lại, nghĩ đến, năm đó băng thiền cung chủ chia ra một bộ linh hồn phân thân. Chính là vì trùng kích thánh tôn cảnh làm chuẩn bị. Chỉ là ở lúc mấu chốt, nàng linh hồn bản thể bị băng thải vân đoạt đi, đột phá thánh tôn cảnh vô vọng không nói, thực lực còn giảm bớt đi nhiều. Hiện tại, linh hồn chi thể viên mãn, thực lực của nàng bước vào thánh tôn cảnh, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ chốc lát sau, băng thiền cung chủ khí thế trên người mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh băng thải vân, lại đối Tiêu Phàm gật gật đầu. Lúc này mới đạp không mà lên. Ngươi chân linh còn có thể kiên trì bao lâu? Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp nhìn xem băng thải vân, hắn nội tâm rất ngạc nhiên, chẳng lẽ băng thải vân thật không có một điểm tư tâm sao? Không cần ngươi quan tâm. Băng thải vân lạnh rên một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Phàm thần sắc như thường, không cần ta quản, ta còn lười nhác quản đây. Nếu như không phải xem ở Long Vũ mặt mũi, tiểu gia mới sẽ không nhìn nhiều ngươi một cái. Giờ phút này, băng thiền cung chủ đã cùng Long Vũ đối diện thánh tôn cảnh cường giả đánh nhau, hai đại thánh tôn cảnh, rất nhanh liền áp chế đối phương. Cái kia thánh tôn cảnh cường giả rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ cửu u linh thân, trốn rời khỏi nơi này. Ngay sau đó Long Vũ bước vào ngũ thải tế đài, chiếm được một bộ cửu u linh thân, ở băng thiền cung chủ bảo vệ dưới, Long Vũ thành công dung hợp. Cho đến bây giờ, ngũ thải tế đài bên trên, chỉ còn lại có hai cỗ cửu u linh thân. Hiện tại thánh tôn cảnh đều chết không sai biệt lắm, đứng ở ta nhất phương thánh tôn cảnh cường giả rõ ràng nhiều, vì sao ngày đó ta thấy bộ kia hình ảnh chưa từng xuất hiện đây? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cô. Lúc trước hắn triệu hồi ra thời không nguyên tuyền thời điểm, nhưng khi nhìn đến bản thân cùng hai cường giả chiến đấu, cuối cùng bị người đánh lén. Có thể cho đến bây giờ...
hắn căn bản không có cùng hai người chiến đấu, chỉ là vừa mới đối mặt qua 7-8 người mà thôi. Hay là nói, tương lai sự tình cũng là có thể biến đổi, cũng không nhất định sẽ phát sinh. Lão sư nói tới nguy cơ còn chưa đến, cái kia trong hình sự tình có lẽ sẽ còn phát sinh. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng. Ha ha, bản tôn không khách khí. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo càn rỡ tiếng cười to, lại là Thiên Uyên quỷ chủ đả thương hắn đối thủ, cướp lấy một bộ cửu u linh thân. Tiêu Phàm hồ nghi, tuy ông không phải nói Thiên Uyên quỷ chủ không chiếm được cửu u linh thân sao, làm sao hiện tại lại lấy được. Bây giờ, chỉ có một bộ cửu u linh thân, cũng chỉ có Thiên Diện Nhân Vương cùng đối diện một cái thánh tôn cảnh cường giả chiến đấu còn chưa giải quyết. Thiên Diện Nhân Vương cùng cái kia thánh tôn cảnh cường giả cũng càng ngày càng lo lắng, cái cuối cùng danh ngạch, bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ. Lô Chiến, ngăn hắn lại cho ta. Lúc này, Thiên Diện Nhân Vương đột nhiên lạnh lùng quát to. Lô Chiến, nghe được hai chữ này, Tiêu Phàm cùng Túy Ông nhìn nhau, khó nén sâu trong nội tâm kinh ngạc, ngay sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh mang theo bốn người từ núi rừng bên trong sông ra, lao thẳng tới Thiên Diện Nhân Vương vị trí mà đến. Thiên Diện Nhân Vương trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, nhìn xem đối diện thánh tôn cảnh nói, đây chính là đại thế lực cùng một thân một mình khác nhau, cuối cùng một bộ cửu u linh thân, bổn vương thu nhận. Lô Chiến, từ giờ trở đi, ngươi làm Nhân Vương thành chi chủ. Thiên Diện Nhân Vương cũng không quay đầu lại nói, sau đó một đầu chồng vào ngũ thải tế đài, muốn dung hợp cuối cùng một bộ cửu u linh thân. Hô hô, nhưng mà, hắn vừa mới phóng ra bước chân, bốn bóng người liền ngăn cản đường đi của hắn, Thiên Diện Nhân Vương biến sắc, lạnh giọng nói các ngươi chơi cái gì. Cũng khó trách Thiên Diện Nhân Vương phẫn nộ, những người này cũng là hắn thuộc hạ, bây giờ lại trái lại ứng phó bản thân. Vừa rồi hắn còn giễu cợt Minh Tuyệt một phen, hiện tại bản thân chẳng phải là cái thứ hai Minh Tuyệt. Nhìn thấy cái kia bốn cái thuộc hạ không để ý chính mình, Thiên Diện Nhân Vương chỗ nào còn không biết đây là người nào ý tứ đây. Đột nhiên, Thiên Diện Nhân Vương quay người lạnh lùng nhìn phía sau Hắc Y Nhân, lạnh giọng nói, Lô Chiến, người muốn ngăn ta. Người phải biết, người mọi thứ đều là ta cho. Nếu là bình thường, Thiên Diện Nhân Vương nơi nào sẽ đem một đám bán bộ thánh tôn cảnh để vào mắt, nhưng bây giờ, hắn bản thân bị trọng thương, cũng rất khó cùng mấy cái bán bộ thánh tôn cảnh dây dưa. Huống chi, đối diện còn có một cái thánh tôn cảnh cường giả mắt lom lom nữa. Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn xem đạo hắc ảnh kia, đây quả thật là Lô Chiến sao? Đối với Lô Chiến, Tiêu Phàm ở sâu trong nội tâm là 10 điểm kính nể, hắn tìm kiếm nghĩ cách cũng không tìm tới cửu u địa ngục, cuối cùng dứt khoát tự sát, để cái kia trong cõi u minh lực lượng mang theo bản thân tiến đến, đây cũng không phải bình thường nghị lực cùng dũng khí liền có thể làm được. Bất quá, Tiêu Phàm trước đó lờ mờ có một loại suy đoán, cho rằng thần phong minh vương chính là Lô Chiến, nhưng là bây giờ xem ra, hai người không là cùng một người. Thần phong minh vương là ai đây? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi. Trầm tư thời khắc, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, ngươi nếu trả lời để cho ta hài lòng, cửu u linh thân vẫn là của ngươi. Đây là Lô Chiến thanh âm, Tiêu Phàm cùng Túy Ông 10 điểm khẳng định. Ta mới là Nhân Vương thành chi chủ. Thiên Diện Nhân Vương căm tức nhìn Lô Chiến cùng đối diện bốn người nói. Vừa rồi đã không phải sao? Lô Chiến biểu tình lãnh quang, lạnh giọng nói, nghe thấy Tô Hỏa bị ngươi giết chết, phải hay không phải? Tô Hỏa, Tiêu Phàm biểu tình kinh ngạc, Lô Chiến thực tìm được Tô Hỏa. Bất quá hắn sắc mặt rất nhanh liền âm trầm xuống, Tô Hỏa lại chết sao? Ở cửu u địa ngục tử vong, đây chính là thực thần hồn câu diệt. Về sau lại không bất luận cái gì cơ hội sống lại a. Cũng khó trách Lô Chiến tức giận như thế, hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng, từ tiểu thế giới tìm tới đại thế giới, lại từ đại thế giới tìm tới cửu u địa ngục. Thật vất vả tìm được Tô Hỏa, cuối cùng lại lấy được Tô Hỏa đã tử vong tin tức, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Hiện tại, Lô Chiến chỉ muốn thay Tô Hỏa báo thù, cái gì thánh tôn cảnh, thực lực gì chi chủ, hắn mới sẽ không đặt tại trong mắt. Đối diện Thiên Diện Nhân Vương lộ ra vẻ điên cuồng, ngay sau đó đột nhiên an tĩnh lại, tà tà cười nói, Tô Hỏa. Ngươi không nói bổn vương còn cho là mình quên cái tên này, ngươi muốn báo thù cho nàng. Ta chỉ muốn biết có phải hay không là ngươi giết nàng. Lô Chiến chậm rãi xốc lên vành nón,
lộ ra hắn trương kia tang thương nhưng lại hết sức kiên nghị khuôn mặt. Xa xa Tiêu Phàm cùng Túy Ông thấy thế, nhao nhao đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Lô Chiến. Lô Chiến nhìn thấy hai người đến, cũng không quay đầu, mà là sát khí nặng nề, nhìn chằm chằm Thiên Diện Nhân Vương. Mà ở lúc này, Thiên Diện Nhân Vương bộ mặt bỗng phát sinh biến hóa, biến thành một tấm băng lãnh không mang theo khói lửa dung nhan tuyệt thế, nhìn thấy cái kia dung nhan, Tiêu Phàm không khỏi trợn to hai mắt. Hắn đã từng nhiều lần gặp qua Tô Họa, biết rõ Tô Họa bộ dạng dài ngắn thế nào. Trước mắt Thiên Diện Nhân Vương biến thành Tô Họa, nhất định chính là giống như đúc. Nếu như không phải Tiêu Phàm tận mắt thấy biến hóa của hắn, đoán chừng cũng không nhận ra được. Quả nhiên là ngươi, Lô Chiến trong mắt hàn quang lấp lóe, ngay sau đó đột nhiên nhìn về phía đối diện một cái kia thánh tôn cảnh cường giả nói, cuối cùng một bộ cửu u linh thân, về ngươi. Cái kia thánh tôn cảnh cường giả hơi sững sờ, vừa mới hắn bị Lô Chiến hướng về, trong lúc nhất thời không dám đi chiếm lấy cửu u linh thân. Dù sao, dù cho hắn thực chiếm được cửu u linh thân, cũng có ba hơi thời kỳ suy yếu, cái này thời gian, Lô Chiến bọn họ đã đủ để giết hắn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lô Chiến lại đem cuối cùng một bộ cửu u linh thân nhường cho hắn, hạnh phúc quả thực đến quá nhanh. Lô Chiến, ngươi không thể dạng này, nhưng mà cũng đúng lúc này, Thiên Diện Nhân Vương đột nhiên khẽ kêu nói, trên mặt lộ ra một bộ 10 điểm ủy khuất thần sắc. Phốc, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Nha, cái này Thiên Diện Nhân Vương không phải là một nam sao, làm sao đột nhiên biến thành một cái nữ không nói, lại còn cùng Lô Chiến nũng nịu. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng một trận ác hàn. Năm đại thế lực chi chủ bên trong, hắn duy nhất chưa từng thấy qua người chính là Thiên Diện Nhân Vương, lần này nhìn thấy, Thiên Diện Nhân Vương hình tượng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Tương phản, Túy Ông cùng Lô Chiến hai người lại là cảm thấy 10 điểm bình thường. Ngược lại rất chăm chú nhìn Thiên Diện Nhân Vương. Tiêu Phàm sững sờ, cái này hai cái lão gia hỏa không có loại này hứng thú a. Nhất là Lô Chiến, càng là vô cùng kích động, đi từng bước một hướng Thiên Diện Nhân Vương nói, Họa Nhi, thật là ngươi. Tiền bối, Tiêu Phàm thấy thế, còn tưởng rằng Lô Chiến trúng huyễn thuật, vội vàng chuẩn bị nhắc nhở Lô Chiến, có thể lúc này, cũng là bị Túy Ông giữ chặt. Túy Ông nhàn nhạt lắc đầu, truyền âm nói, hắn là Tô Họa. Không nên chọc giận hắn. Hắn là Tô Họa, Tiêu Phàm biểu tình vẻ kinh ngạc, các người đùa giỡn ta đây, đây không phải Thiên Diện Nhân Vương sao, làm sao biến thành Tô Họa. Lô Chiến tưởng niệm quá độ, đem trước mắt Thiên Diện Nhân Vương muốn trở thành Tô Họa, hắn có thể đủ lý giải. Nhưng Túy Ông cũng như thế nhận định, lập tức để Tiêu Phàm ngẩn ra. Lúc này, Túy Ông thanh âm tiếp tục truyền đến, Thiên Diện Nhân Vương tu luyện một loại cổ pháp. Không chỉ có thể thôn phệ người khác linh hồn, còn có thể luyện hóa hắn tất cả ký ức, lấy được cái này linh hồn thân thể tất cả năng lực. Đây, Tiêu Phàm vẻ mặt ngốc trệ, người khác hắn không biết, có thể Tô Họa năng lực, Tiêu Phàm là hết sức rõ ràng a. Tiên đoán chi thuật, cho dù là hắn đạt tới cấp độ này, cũng không thể đủ hoàn toàn chạm tới, nhưng Tô Họa lại có thể làm đến. Nếu như Thiên Diện Nhân Vương lấy được Tô Họa loại này năng lực, vậy cũng thật là đáng sợ. Bất quá, cái này có một cái tiền đề, kia liền là Thiên Diện Nhân Vương nhất định phải ma diệt cái kia linh hồn chi thể chấp niệm, bằng không mà nói, hắn vô cùng có khả năng bị phản phệ. Túy Ông lại bổ sung một câu. Trước mắt Thiên Diện Nhân Vương biến thành chính là Tô Họa chấp niệm, hắn nuốt Tô Họa. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Thiên Diện Nhân Vương. Túy Ông gật đầu một cái, hắn đã từng thu thập qua không ít tin tức, cuối cùng đã biết việc này. Vừa bắt đầu hắn cũng là không tin, nhưng có một lần, hắn nhìn thấy Thiên Uyên Quỷ Chủ cùng Thiên Diện Nhân Vương đại chiến, về sau Thiên Diện Nhân Vương thụ thương, vì mau chóng khôi phục thương thế, Thiên Diện Nhân Vương ở ngay trước mặt hắn nuốt không ít linh hồn chi thể. Làm nuốt những cái kia linh hồn chi thể về sau, Thiên Diện Nhân Vương khôi phục thực lực như lúc ban đầu, nhưng hắn mặt lại đang thỉnh thoảng biến hóa, biến thành bị hắn thôn phệ những người kia khuôn mặt. Về sau Túy Ông mới biết được. Thiên Diện Nhân Vương có được loại này cực kỳ quỷ dị năng lực. Tiêu Phàm nhìn về phía Thiên Diện Nhân Vương ánh mắt cũng biến thành hết sức ngưng trọng lên, trong bóng tối thầm nói, Thiên Diện Nhân Vương, Thiên Diện. Nguyên lai là ý tứ này, hắn có được hàng ngàn tấm gương mặt, thậm chí nhiều hơn. Thiên Diện Nhân Vương nhìn thấy Lô Chiến một bộ si mê bộ dáng,
trong lòng hơi hơi vui vẻ, tiếp tục nói, thay ta chiếm lấy cái kia cửu u linh thân có được hay không, đến lúc đó chúng ta cùng rời đi nơi này, song túc song tê. Tốt, Lô Chiến trên mặt lộ ra mong đợi nụ cười, từng bước một hướng về Thiên Diện Nhân Vương tới gần. Thiên Diện Nhân Vương cũng không quan tâm, hắn đang chờ Lô Chiến tới gần hắn, ngay sau đó cho Lô Chiến một kích chí mạng. Muốn ngăn cản bổn vương lấy được cửu u linh thân, ai cũng không thể. Thiên Diện Nhân Vương trong lòng giống giận. Tiêu Phàm nhìn thấy Lô Chiến khoảng cách Thiên Diện Nhân Vương càng ngày càng gần, thần sắc cũng càng ngày càng lo lắng, nếu như Lô Chiến chết ở chỗ này, vậy nhưng lại không còn sống khả năng a. Chờ một chút, Túy Ông vỗ vai hắn một cái, hắn thân thể lại là căng thẳng, làm xong tùy thời cơ hội xuất thủ. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lão sư, Thiên Diện Nhân Vương tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Ta cũng không biết, Túy Ông lắc đầu. Nhưng ta cảm thấy hắn tu luyện cũng không phải là công pháp, mà là một loại thần thông, biến dị thần thông. Tiêu Phàm đột nhiên trầm giọng nói. Thần thông, vốn là thuộc về thân thể năng lực, linh hồn có gọi là thiên phú, có thể Tiêu Phàm giờ phút này lại là nghĩ đến một loại nhục thân thần thông, cùng Thiên Diện Nhân Vương trạng thái có chút tương tự. Nếu thật là loại kia biến dị thần thông, cái kia có lẽ Tô Họa còn có được cứu. Thần thông, cái gì thần thông, Túy Ông sững sờ, hắn cho tới bây giờ không đem Thiên Diện Nhân Vương năng lực cùng thần thông liên tưởng đến nhau. Dù sao, cùng nhục thân vật có liên quan, trên căn bản là không có khả năng xuất hiện ở cửu u địa ngục. Đối cửu u địa ngục hiểu rõ, Tiêu Phàm có lẽ không bằng hắn, có thể bàn về kiến thức, Túy Ông cũng không nhất định có thể so sánh Tiêu Phàm. Thiên hạ đệ lục thần thông, tước đoạt, Tiêu Phàm thở sâu, cuối cùng phun ra một câu. Túy Ông nghe vậy, biểu tình vẻ kinh ngạc nói, tước đoạt thần thông. Tước đoạt thần thông, Tiêu Phàm từng tại Nguyệt Thiên Huyền trên người được chứng kiến, hắn cần chém dụng trên người đối phương một loại nào đó năng lực, sau đó nuốt vào sau hóa thành của mình. Loại này bị chém dụng năng lực, có thể là mặt khác thần thông, cũng có thể là mặt khác thủ đoạn công kích. Năm đó nếu như không phải Tiêu Phàm có được nghịch loạn chi đồng, có lẽ hắn cũng gặp nạn. Hiện tại, Thiên Diện Nhân Vương có loại này năng lực, cùng tước đoạt thần thông cơ hồ không có sai biệt, chẳng qua là cần nuốt vào những người khác linh hồn chi thể. Sau đó ở thể nội tước đoạt đối phương năng lực, luyện hóa đối phương lực lượng linh hồn, chỉ có chấp niệm không cách nào chân chính nuốt vào. Chấp niệm, cái kia nhưng là một người linh hồn chỗ sâu nhất đồ vật. Có lẽ Thiên Diện Nhân Vương cũng có thể tước đoạt, chỉ là cần cái giá rất lớn mà thôi. Cho nên Thiên Diện Nhân Vương vẫn không có cố ý đi ma diệt bọn họ chấp niệm, dù sao, chấp niệm theo thời gian sói mòn, đều sẽ chậm rãi tiêu tán. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn nuốt vào những người khác chấp niệm cũng có khả năng ở lúc mấu chốt phản phệ hắn. Tiêu Phàm đem những chuyện này đơn giản cùng Túy Ông giảng thuật một lần, Túy Ông lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nói ý của ngươi là, để Tô Họa chấp niệm phản phệ Thiên Diện Nhân Vương linh hồn chi thể. Không sai, đây là một cái phương pháp, kể từ đó, Tô Họa liền có thể sống sót. Tiêu Phàm gật đầu nói. Vậy sau này Lô Chiến lão già kia chẳng phải là hàng ngày ôm cái nam nhân đi ngủ. Túy Ông biểu tình vẻ cổ quái, thân thể đều không khỏi dùng mình một cái. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, nói, lão sư, ngài nghĩ gì thế? Thiên Diện Nhân Vương linh hồn chi thể, nói đến thẳng thắn hơn, chính là một đoàn linh hồn năng lượng, chỉ cần Tô Họa tiền bối linh hồn nhập thể, vậy dĩ nhiên là biến thành chính nàng. Vậy cũng đúng, Túy Ông sờ sờ cằm, gật đầu một cái. Bất quá, ta cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy. Tiêu Phàm lại nói, ngay sau đó hắn đột nhiên hướng về nơi xa kêu lên, Lô Chiến tiền bối, không nên đi qua. Nhưng mà Lô Chiến cũng không để ý tới hắn. Mà là tiếp tục hướng về Thiên Diện Nhân Vương đi đến. Thiên Diện Nhân Vương lộ ra vẻ tức giận, lúc này, hắn cũng không muốn cứ để người quấy rối. Hô, Tiêu Phàm nhìn thấy Lô Chiến không để ý tới hắn, lập tức thao túng phân thân thái cổ liền xông ra ngoài, ngăn tại Lô Chiến trước người. Người đi ra, Lô Chiến sắc mặt hơi hơi biến hóa. Tiêu Phàm lúc này mới nhìn thấy, Lô Chiến trong tay áo, nắm một vật. Tựa như làm xong xuất thủ ứng phó Thiên Diện Nhân Vương dự định. Bây giờ sự tình bại lộ, Lô Chiến cũng vô cùng sốt ruột. Tô Họa bây giờ thấy qua hắn, một khi cái kia chấp niệm tiêu tán, vậy liền thực cũng lại không thể sống lại. Thiên Diện Nhân Vương, nhưng mà,
Tiêu Phàm lại là không để ý đến Lô Chiến, mà là nhìn về phía Thiên Diện Nhân Vương nói, cuối cùng một bộ cửu u linh thân có thể về ngươi, miễn là ngươi đem Tô Họa chấp niệm giao ra. Thiên Diện Nhân Vương nheo mắt, không cần nghĩ cũng biết, hắn hiển nhiên là động lòng. So với cửu u linh thân, Tô Họa một sợi chấp niệm, lại tính là cái gì đây? Lưu tại thể nội, chẳng những không thể trở thành trợ lực, còn có thể trở thành bom hẹn giờ, còn không bằng giao ra. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, bất quá, thời gian đã không nhiều lắm. Tiêu Phàm nhìn xem ngũ thải tế đàn bên trên cuối cùng một bộ đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán cửu u linh thân nói. Tốt, Thiên Diện Nhân Vương nơi nào còn dám kéo dài, một khi cửu u linh thân biến mất, hắn phải đối mặt, nhưng chính là mấy đại thánh tôn cảnh a. Đến lúc đó cái gì đều không lấy được, còn có thể mất mạng, đây không phải kết quả hắn muốn. Lô Chiến, ngươi phải phát thệ, chỉ cần ta đem Tô Họa chấp niệm giao cho ngươi, các ngươi liền không được đối phó ta, bằng không trời tru đất diệt. Thiên Diện Nhân Vương lại bổ sung. Ta đáp ứng, Lô Chiến nơi nào sẽ cự tuyệt, trực tiếp đối thiên phát ác độc nhất lời thề. Còn có các ngươi, Thiên Diện Nhân Vương hài lòng gật đầu. Vừa nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ nói, còn có các ngươi, cũng phải phát thệ. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn chưa bao giờ tin cái gì lời thề, đừng nói hắn là thiên đố chi nhân, chính là cái này cửu u địa ngục thiên, có vẻ như vẫn là hắn sư huynh, hắn phát thệ thì có ích lợi gì đây. Bất quá vì ổn định Thiên Diện Nhân Vương, Tiêu Phàm vẫn là phát cái thề độc, tạm thời cứu Tô Họa làm trọng. Thiên Diện Nhân Vương thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một vệt sáng trong nháy mắt từ Thiên Diện Nhân Vương mi tâm bắn ra, gần như đồng thời, Thiên Diện Nhân Vương lại biến thành một tấm trung niên nhân khuôn mặt. Lô Chiến phản ứng cực nhanh, giương tay vồ một cái, trong nháy mắt đem đạo kia bạch sắc lưu quang nắm trong tay. Tiêu Phàm nhìn về phía Lô Chiến, nhìn thấy Lô Chiến gật gật đầu, mà lúc này, Tiêu Phàm lại đột nhiên ngăn cản Thiên Diện Nhân Vương đường đi. Ngươi dám đổi ý? Thiên Diện Nhân Vương sắc mặt biến hóa, nếu như Tiêu Phàm thật muốn vi phạm lời thề ngăn cản hắn, hắn có vẻ như thật vẫn thúc thủ vô sách. Không không, ngươi hiểu lầm ta. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, ta chỉ là không quá tin tưởng ngươi. Bổn Vương đã đem Tô Họa chấp niệm cho hắn. Thiên Diện Nhân Vương sắc mặt âm trầm, nhìn thấy cửu u linh thân càng ngày càng ảm đạm, trong lòng của hắn sốt ruột tới cực điểm. Nếu như vậy mang xuống. Hắn nằm mơ cũng đừng nghĩ lấy được cửu u linh thân. Ngươi là đem chấp niệm cho hắn, nhưng mà ai biết ngươi có hay không làm tay chân. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói, lấy ngươi thực lực, làm chút tay chân, chúng ta cũng chưa chắc nhìn ra. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, dạng này a, ngươi chia ra một bộ linh hồn phân thân, để Tô Họa chấp niệm tạm thời sống nhờ, ta liền tin tưởng ngươi. Thiên Diện Nhân Vương cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tiêu Phàm. Hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Bất quá, nghĩ đến cửu u linh thân, hắn vẫn là nhịn được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hắn thân thể đột nhiên bắt đầu chia nứt, một đoàn linh hồn năng lượng phiêu tán mà ra, tại hư không ngưng tụ thành một bóng người. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, đoàn kia linh hồn năng lượng biến thành thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn kiểm tra cẩn thận một phen, lúc này mới đem đoàn này linh hồn năng lượng giao cho Lô Chiến. Hiện tại, cỗ kia cửu u linh thân là của ngươi. Tiêu Phàm cười cười, lui sang một bên, không còn tiếp tục ngăn đón Thiên Diện Nhân Vương. Thiên Diện Nhân Vương lạnh rên một tiếng, lập tức hóa thành một vệt sáng xông về ngũ thải tế đàn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hô, nhưng mà lúc này, một đạo tốc độ càng nhanh, so Thiên Diện Nhân Vương còn phải nhanh một chút, dẫn đầu bước vào ngũ thải tế đàn. Ngũ thải tế đàn lập tức chán phóng quang mang chói mắt. Đem Thiên Diện Nhân Vương chống đối bên ngoài. Hỗn trướng, Thiên Diện Nhân Vương tức giận hết sức, điên cuồng công kích tới màn ánh sáng năm màu. Tiêu Phàm bọn họ cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn ngũ thải tế đàn, bọn họ đều không nghĩ đến, lúc này lại có người dám đoạt Thiên Diện Nhân Vương cửu u linh thân. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia lúc, càng thêm không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng hô nói, băng thiền cung chủ. Không sai. Trước Thiên Diện Nhân Vương một bước xông vào ngũ thải tế đàn người không phải người khác, chính là băng thiền cung chủ. Băng thiền cung chủ cùng cửu u linh thân hòa làm một thể, liền bị một cỗ lực lượng chấn động đi ra. Số nương môn, người muốn chết, Thiên Diện Nhân Vương hét giận dữ không thôi, sát khí nặng nề nhào về phía băng thiền cung chủ.
chỉ là không đợi hắn tiến lên, lại một bóng người che ở trước người hắn, làm Thiên Diện Nhân Vương nhìn thấy che ở trước người hắn nhóm người tế, càng là gần như gầm hét lên, danh con, lại là ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 177.